Great, you a lie. Rồi, cho xin một phút quảng cáo nha. Sách Đông Y bảo giám chứng minh nhân sâm chính là linh dược quyền bí, có giá trị vượt thời gian. S365 chuyên về các loại nhân sâm như hồng, hắc, bạch, đặc biệt nhân sâm quan giả. Thương hiệu và sản phẩm gắn liền như là một gia phả. Thuộc dòng dõi cha trời mẹ đất đã cho ra đời nhiều sản phẩm nhân sâm quan giả như cao cốt sâm, tiên đan sâm, tiên sâm vàng thuộc dòng sâm quan giả. S365 không ngừng nghỉ tìm kiếm nhân sâm quan giả với các nhà sản xuất hàng đầu của đất nước Đại Hàn, hội đủ các đặc điểm như sau: sản xuất những nguyên liệu tốt nhất, bảo đảm tính an toàn cao, kỹ thuật khoa học tối tân nhất. S365 với tâm huyết là biến giấc mơ của con người trở thành hiện thực, vì nhân sâm đã hội đủ tứ trụ của cuộc sống, đó là thọ, tài, sắc, lực. Hãy gọi ngay cho Ngọc Hồ S365 USA 714-340-9598. Rồi, chú Huy Đức gửi lời chào đến tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý chú bác, quý ông bà, quý anh chị em. Trên live stream hôm nay của chúng tôi có hai người đẹp rất là tuyệt vời, và không xa lạ gì hơn đó là chị Ngọc Hồ của công ty S365 và cô em gái Thanh Thanh Network. Hôm nay mời hai vị nữ lưu trên diễn đàn để mà nói về trong những cái chương trình tháng 6 sắp tới đây. Hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 6 và chúng ta biết rằng trong cái tháng 6 này nó rất là quan trọng và chạy đua với thời gian. Thứ nhất là chúng ta nói về cái vấn đề sâm sale ở trong tháng 6. Right. Rồi trong cái chương trình ngày 10 tháng 6, tức là có một cái cuộc gọi là 11 tháng 6 là có cái cuộc diễn hành văn hóa ở New York mà nó đã được mấy chục năm rồi. Mình có tham dự được một lần, lúc đó mười mấy năm về trước có đi một lần. Rồi sau đó không đi nữa, mà phải nói rằng cái diễn hành văn hóa ở New York rất là lớn, thưa quý vị, quên nhầm, hầu như những cái sắc tộc mà ở trên nước Mỹ họ đều tham gia, và mỗi quốc gia như vậy họ có một cái đặc trưng của cái quốc gia của họ trong cái cuộc gọi là diễu hành văn hóa vào ngày 11 ở tại New York. Và sau đó đó là một cái buổi rất là lớn, một cái sự kiện rất là lớn, đó là ra mắt phim huyền thoại Sâm của công ty Sâm S365 là vào ngày 18, phải không ạ? Tức là rất là nhiều cái công việc mà chúng ta phải làm trong tháng 6 này. Thì bây giờ đó là hai cái nhân vật chính, đó là chị Ngọc Hồ 365 và cô Thanh Thanh Network ở Houston, gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Mời chị Ngọc Hồ trước ạ. Ngọc Hồ xin kính chào quý vị khán giả thương yêu, yêu quý nhất của Ngọc Hồ. Rồi, để Thanh Thanh. Dạ vâng, Thanh Thanh Network xin trân trọng kính chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ở trên Huy Đức TV live trực tiếp quý vị, với một cái chương trình quý vị thấy là anh Huy Đức đã quảng cáo và đã có nói, tức là trong tháng 6 mùa hè nóng bỏng và mùa hè rực rỡ sẽ đón chào chúng ta với rất là nhiều những chương trình ý nghĩa. Rồi bây giờ đó thì không biết rằng là, tại vì mấy hôm trước tới giờ anh với chị Ngọc Hồ thường, hai chị em thường nói chuyện với nhau, không phải là lép Thanh Thanh ao, anh Thanh là đi show rất là bận lộn, thì chị Ngọc Hồ có nói: Huy Đức ơi, gặp Thanh Thanh cũng hơi khó, thôi bây giờ chị nói chuyện với em rồi có gì em nói lại cho Thanh Thanh biết. Bây giờ đó là trong cái thời gian vừa qua đó, thì chính anh cũng không biết là ở công ty Sâm mà chị Ngọc Hồ đã ưu ái cho anh em YouTuber của mình có những cái loại sâm mới hoặc là có như thế nào, không biết rằng em có biết cái vấn đề đó hay không? Dạ thôi, em nghĩ là có nhân vật chính ngồi đó được cho để đương sự nói luôn cho rồi. Bây giờ đó em đã ăn tôm hùm rồi chứ về phải không? Không. Uh-huh. Rồi ăn em ăn King Rap, tức là cua hoàng đế, King hoàng đế gì đó. Uh-huh. Và anh cũng mới được nghe, tức là sâm hoàng đế, mà anh cũng chưa có được thấy nữa, chưa có được thử sâm hoàng đế nữa. Nhưng mà cái bữa tình cờ đó là chị Ngọc Hồ là đi tham dự với một cái buổi birthday của cái người manager, cái top line của anh đó, thì chị Ngọc Hồ có nói về sâm hoàng đế. Thưa chị Ngọc Hồ, biết sâm hoàng đế là sâm ra sao, chị có thể giới thiệu tới quý vị thính giả không ạ? Dạ thì cái sâm hoàng đế thì mình cũng làm ra cái cao cốt thôi, tại vì sâm hoàng đế là được lên men, coi như cái chất mà cái nhân sâm
tươi, xong rồi lên men, xong rồi ép ra và làm cao cốt lại thì được mệnh danh là hoàng đế, là tại vì khi mà mấy ông hoàng đế đó hồi xưa ăn nhiều món quá cho nên khó tiêu lắm, cho nên dùng cái loại sâm này để cho giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn và tăng cường sinh lực. Thường thường á, dùng cho nam nhân hay là nữ nhân thì mình uống ít lại thì mình cũng thành trà, thì nó cũng tốt cho sức lực, thì nó cũng tăng cái sức khỏe lên thôi. Thì cái nội dung của cái sâm hoàng đế, tại vì đến mùa lễ Pha Đại Đê thì Ngọc Hồ mới bán cái sâm hoàng đế này, mình mới điều được cái giá, cho nên công ty thì chuyên về sâm, cho nên á, mình bán nhiều hãng và có nhiều loại sâm, cho nên tới công ty thì quý vị rất là thấy nhiều lắm. Thì mỗi lần á, là sale cũng khác nhau, và mỗi lần có những cái sản phẩm đặc biệt như là mới là cũng đem ra làm quà tặng để mà cho quý vị thể nghiệm. Và vừa rồi thì mình cũng bán cái ngày MRD á, vừa rồi cái clip vừa rồi của công ty đã quay lên, thì cảm ơn quý vị đã hồi báo cho Ngọc Hồ, đó là cái nhung hu mà tặng cho cái đợt trước của sâm hoang dã, sâm vàng á, tặng cái hộp nhung hu mà có hình con hu á. Thì có nhiều khán giả, nhất là anh Học ở San Jose, ở trên Las Vegas, và nhiều khán giả khác thì nói là cái nhung hu đó không bằng cái nhung hu Royal cũ của chị đang bán. Thì đó là cái sản phẩm mới mà Ngọc Hồ lấy về để tặng trong cái mùa sale, chứ không phải là Ngọc Hồ bán. Cho nên quý vị uống xong cái hãng sản phẩm mới mà thấy nó không tốt thì quý vị nói cái này không tốt, thì Ngọc Hồ không có làm một cái deal nào hết để với một cái hãng nữa. Cho nên phải mua mà lại tặng cho quý vị. Quý vị là cái người mà thưởng thức mà chính xác nhất, giờ cho cái đó là cái công việc mà của công ty này bán hàng là như vậy, để cho quý vị, chính quý vị mới là cái người thưởng thức nhiều hơn. Nhiều khi Ngọc Hồ bán mà Ngọc Hồ đâu uống hết đâu, nhiều khi ăn này vậy chứ không có ăn hết bằng nhiều của như quý vị khán giả. Chị, dạ hết rồi. Chị bán sâm mà chị ăn hết sâm cái chị thành củ sâm. Chị bán sâm mà phải ăn hết sâm tới bấy nhiêu. Em vào trong cái tiệm mà em thấy cả biết bao nhiêu mặt hàng mà phải thử hết, phải ăn hết cho cái thành củ sâm luôn. Chứ bây giờ như vậy thì cái giá cả của sâm hoàng đế nó như thế nào rồi, người phụ nữ xài được không thưa chị? Thì trước tiên á, thì mình lên diễn đàn thì Ngọc Hồ cũng thấy được Thanh Thanh. Từ trước giờ chị Ngọc cũng ủng hộ cho cái kênh của mình, mà mình cái tiêu chí của công ty á, là ủng hộ cho những cái anh em YouTube. Nhưng mà thật sự á, mình nhiều khi mỗi lần lên diễn đàn á, mình có nhiều cái công việc để mình bàn. Thì hôm nay thì Ngọc Hồ muốn là Thanh Thanh với lại anh Huy Đức biết về cái công việc sắp tới của công ty. Trong cái tháng 6 này mình có những cái việc mà mình làm. Thì hôm nay thì Ngọc Hồ chút xíu nữa mình sẽ có cái sale. Mình sẽ nói sơ lược qua, hôm nay chỉ có sale cái 5 món sản phẩm mới và cái đặc biệt nhất cho quý vị thôi. Còn hôm nay thì Ngọc Hồ cũng cảm ơn quý vị đang theo dõi. Thì Ngọc Hồ muốn trình bày một cái vấn đề. Thứ nhất là cái ngày tháng 6, cái ngày hàng năm. Như hàng năm mà Huy Đức cũng đã biết là công ty đã từng tổ chức Pha Đại Đê. Và năm nay thì cũng đúng là ngày Pha Đại Đê là tháng 6 ngày 19. Nhưng mà năm nay thì Ngọc Hồ tổ chức trước một ngày, từ ngày 19 tháng 6 là ngày... ngày quân lực. Ngày quân lực miền Nam Cộng Hòa. Ngày quân lực 19 tháng 6. Đúng rồi. Qua cái ngày đó thì cũng ai cũng bận rộn, cho nên ngày 18 mình chọn được nhà hàng, cũng may là mình đặt được nhà hàng và tổ chức và để ra mắt cái sản phẩm là cái củ sâm đó, là như vậy nữa. Cho nên hiện bây giờ thì cái chương trình á, mình sẽ bắt đầu á là ở nhà hàng, mình có tổ chức ở nhà hàng và có mời tất cả giống như là Huy Đức nè, khán giả nè. Thì hiện bây giờ á thì rất có nhiều khán giả, nhiều tiểu bang ghi danh và đã về đây. Thì cũng thông báo cho Thanh Thanh với lại Huy Đức biết, những người đều hâm mộ mình về đây để thăm cho quý vị. Thầy Ngọc Hồ nói là có Thanh Thanh, có Huy Đức về, và trong cái phim của Ngọc Hồ thì có Sanh Lê đó, thì cũng có N10 cũng nhận lời, và chị Ngọc Hồ cũng quen biết được nhiều người, thì cũng mời được nhiều người YouTuber để tới bữa đó. Đây là một cái bộ phim mà vui thôi, rất là vui. Ngọc Hồ coi lại được cái trailer của đạo diễn cho coi hôm qua, mới vừa xong hoàn tất cái trailer, nhưng mà vui thiệt, mình thấy mình cũng vui lắm luôn. trong cái ngày 18 đó chị, không những chỉ có một mình Huy Đức hoặc Thanh Thanh, nhưng mà cái bàn mà VIP mà chị dành cho Huy Đức đó, thì báo cho chị biết đó là cái bàn đó là anh em YouTuber sẽ tập trung quy tụ, sẽ có nhiều anh chị em YouTuber khác về, nhưng mà chưa có tiết lộ ra, tại vì để tới show up rồi. Người ta nói rằng anh Huy Đức đừng có nói cho ai biết là có mặt em cả, nhưng mà ngày đó sẽ có mặt em.
thì cái bàn mà chị dành cho Huy Đức đó, thì em tin chắc rằng cái bàn đó anh em YouTube rất là đông. Vì vậy cho nên anh chị em nào mà ngưỡng mộ những anh chị em YouTuber tập trung về ở đó, hoặc là những anh chị em nào ở xa cứ bay về, có thể liên lạc cho Huy Đức biết hoặc là liên lạc cho chị Ngọc biết để chúng ta sắp xếp cái chỗ ngồi, chứ không thôi là kể như không có chỗ ngồi. Ngoài ra hình như là hồi lần mới nói chuyện với lại chị Ngọc đây đó, thì hình như là chị Ngọc cũng có nói là sẽ có một cái sự hiện diện của một người rất là đặc biệt mà vừa qua chị đã ủng hộ rất là nhiều về tài chính, về ngay cả tinh thần. Bởi vì có một số người nói là có thể chưa chắc anh sẽ đắc cử đâu, nhưng chị Ngọc Hồ là một trong những người khẳng định và cho biết rằng là chị rất có lòng tin thật là nhiều vào cái người ứng cử viên đó là anh Hùng Cao. Thì chị có thể sẵn đây, chị có thể chia sẻ luôn không chị? Cảm ơn quý vị, cảm ơn Thanh Thanh hỏi câu này. Thì khi hỏi thì Ngọc Hồ cũng xin chia sẻ thật sự, cái ngày mà San Lê bắt đầu cái clip đầu tiên để ủng hộ cho anh Hùng Cao, thì San Lê gọi điện thoại cho Ngọc Hồ ngay. Chị Ngọc Hồ ơi, em muốn chị Ngọc Hồ ủng hộ cho anh Hùng Cao. Cái nói anh Hùng Cao là ai? Nói thì bắt đầu thì San Lê cứ nói thì chị Ngọc sẽ ủng hộ ngay. Thì trước cái anh Hùng Cao thì Ngọc Hồ đã có ủng hộ cho cô Emmy Fan West. Là mình cũng, tại vì cái người cháu của mình đó là bạn thân với cô ấy, và cô ấy thì lại là ở sống ở Orange County, ở thành phố Westminster nữa, mà cô ấy rất là tròn giống như Thanh Thanh vậy đó, mình rất là thích, ốm yếu mỏng manh nhưng mà không rất có gì như Ngọc Hồ. Nhưng rất mà là rất strong, rất là mạnh mẽ. Là cái Ngọc Hồ nói thật rồi, để Ngọc Hồ ủng hộ là hiện bây giờ thì hôm đó cũng có mời cô tới nữa. Wow. Cái bữa tiệc cũng có cô tới nữa và cô đã nhận lời. Thì cô tới vì lý do có một thôi, muốn biết chị Ngọc Hồ, tại vì chị Ngọc Hồ không biết chị Ngọc Hồ là ai, cũng không biết là ai mà chị Ngọc Hồ ủng hộ cho cổ, để hỏi cái lý do gì. Thì chẳng qua là phụ nữ mà, là phụ nữ là Ngọc Hồ đã phải ủng hộ trước rồi, tại vì khi mà công việc này phụ nữ ít khi nào mà ra để làm hết, cho nên Ngọc Hồ ủng hộ trước rồi. Phải thì xong cái tới chắc là San Lê thấy Ngọc Hồ hay ủng hộ vậy nên San Lê cũng hỏi Ngọc Hồ, cái Ngọc Hồ nói được ủng hộ liền. Cái cũng như là tại vì cái clip đầu tiên lên mà để nói về anh Hùng Cao thì có một cái người mà nhận lời liền, thì là San Lê lại thúc đẩy San Lê vui hơn đó. Cái là San Lê lên cái clip đó là Ngọc Hồ cũng là người đầu tiên, và tới cái lúc mà ủng hộ cho đến ngày cuối cùng thì San Lê cũng bối rối lắm, thì hỏi chứ chị Ngọc ơi có thắng không, thắng mà thắng, đừng có nghĩ người nhiều hết á. Thì ở bên người đại hàng của bên Ngọc Hồ giống như nói chuyện đó tôi làm được, Hansu is sir, có nghĩa là tôi phải làm được, chứ không có được nói là tôi thất bại, không có được nói cái chữ đó. Cho nên Ngọc Hồ nói không sao đâu, San Lê cứ ủng hộ đi, sẽ được thắng. Thì cũng may là trời đất thương, là Ngọc Hồ nói giống như trong phim vậy đó, giống như San Lê nói chị đóng vai thần mà, nên phán cái đúng luôn. nói chung đó, khi mà mình ủng hộ cho một dân cử nào đó, mình không có đặt cái vấn đề thắng hay thua, mà mình đánh hết mình. Tức là ông bà mình thường nói là truy nhân lực rồi mới tặng nhân mạng, tức là mình phải làm hết sức lực của mình. Vì vậy không phải chờ tới người ta thắng rồi mới là rinh người ta vô để lấy tiếng cho mình. Mình không phải là những người như vậy, tức là mình làm phải từ ban đầu để đẩy lên, nó là như vậy. Thành ra khi mà nghe được anh Hùng Cao đến đó, không biết rằng trong chương trình nó như thế nào, Huy Đức có những cái suy nghĩ đó. Tại vì Huy Đức rất là nghèo, nhưng mà trong nhà có rất là nhiều của quý. Ví dụ như có thể xin một cái anh mà tặng cho Huy Đức cái bộ tem đó, mình có thể đem bộ tem ra bán đấu giá, và nếu bán được đấu giá thì cái tiền đó mình tặng hết cho anh Hùng Cao, thấy không? Hoặc là có thể là nhờ cái vị mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ đó làm giống như một cái bức hình của Tổng thống Trump bự thiệt bự mà có đèn đó, giống như cái đợt mình đi Houston đó, thì mình có thể làm một cái tấm hình như vậy rồi mình đấu giá, và ai đấu giá được bao nhiêu thì cái số tiền đó đưa thẳng cho Hùng Cao luôn. Tức là giống như mình tặng một cái đó, nhưng mà qua một cái đó, thì những cái đó cũng là những cái cách để mà mình vận động, mình gây quỹ cho anh Hùng Cao hoặc là cô Amy West. Thì cái đó tùy theo cái chương trình để mà mình coi thứ sắp xếp nó như thế nào. Thì bây giờ trong cái chương trình ngày 18 đó nó như thế nào, chị Ngọc có thể nói sơ qua. Thực sự em với Thanh Thanh cũng chưa nắm biết cái chương trình, nghe nói được đi xe limousine gì đó. Thực sự em rất là nhà quê, từ khi qua Mỹ tới giờ 30 mấy năm mà chưa bao giờ được leo lên xe đó ngồi đó. Toàn đi Toyota hay là Honda xe bốn bánh cơ mà đó. Thì nghe nói là được đón ở khách sạn, rồi đi xe limousine, rồi tới chỗ đó, rồi được đi thảm đỏ đồ này nọ đó.
tự nhiên nghe thấy mình thấy giống như mình là nhân vật quan trọng, thấy nói sao thành ra anh nói đất, anh nói cho em nói này luôn, giờ em yêu cầu phái nữ này, chị là luôn là đứng về phía em đúng không, có anh sáu múi nào cái diều em đi ra không? À, có người rồi à, có anh sáu múi người cho em. À, okay. Ở đây có nhiều nhiều người, nhưng mà có một người đã ghi danh rồi, cho nên để người đó đàn em ráng bận bộ đồ đẹp. Thì giống như Huy Đức vừa hỏi thì Ngọc Hồ nói thật á, thì cái phim á thì là một cái phim nhỏ sự tích về cái củ sâm và nói về cái sự hiếu thảo người con đến cha mẹ, nhất là mùa này là mùa Father Day và Mother Day nữa, cho nên Ngọc Hồ muốn ra cái mắt cái phim này và thử thật cái câu chuyện này nó thật trong cái huyền thoại của cái củ nhân sâm. Và Ngọc Hồ dựa trên cái câu chuyện thật để làm ra, thì đạo diễn Phong Lê viết những cái lời thoại rất là vui, có nghĩa là mình làm cho cái không khí nó vui hơn, nhưng những cái lúc mà cảm động đó là sự hiếu thảo của người con. Thì cái phim thì nó không có gì đâu, thì chiếu YouTube mà, cho nên Ngọc Hồ cũng không gì, nhưng mà thường thường người ta làm phim cái người ta phải có một buổi ra mắt. Thì thôi bây giờ á, mình hàng năm thì Ngọc Hồ cũng làm cái buổi Father Day để đi ân khách hàng nè, mời khách hàng nè, và cũng mình ghét lại tư ghét đầu với nhau nè, rồi vinh danh cái ngày Happy Father Day nữa. Thì thôi ở đâu cũng vậy, đi ăn đâu cũng vậy, thì thôi về nhà hàng mình ăn chung với nhau, rồi mình có những cái buổi tiệc. Thì bữa đó thì Ngọc Hồ sắp xếp là như vậy, giống như Thanh Thanh nè, và cũng Ngọc Hồ cũng xin thông báo Ngọc Hồ cũng đã mời được anh Hùng Cao cũng đã nhận lời. Thì khách sạn Ngọc Hồ đã đặt hết cho những khách đại biểu hết rồi. Và thì xe đó thì sẽ tới đó, xe limousine. Mà Ngọc Hồ thì từ đó giờ nói thiệt cái cũng không được đi cái xe limousine luôn. Trời. Cũng không có được đi thảm đỏ luôn. Nên cũng chưa, này, cũng chưa có chai sáu muối bê chị xuống. Đây luôn. Thì nói chung á là tất cả những cái người khán giả cũng như khách mời đều được đi lên cái thảm đỏ để trở về cái bàn của mình ngồi. Và cũng từ trên chiếc limousine sẽ đậu phía trước cho quý vị lên cửa bên kia rồi bước xuống để chụp hình, chứ tại vì chỉ chở cái khách mời từ ở khách sạn tới đó mà đậu đó, tại vì ở cái limousine nó bắt mình mướn á, là maximum phải 6 tiếng. Ít hơn nó không chịu mướn. Và tài xế là phải tài xế của người Mỹ lái cho mình không được lái. Đó cho nên khi họ mình nói những cái tuyến đường ở đâu thì họ sẽ chở mình tới, và những cái khách mời sẽ từ ở trên limousine bước xuống, và lúc đó có MC đứng đó đã chờ, mọi người đã đứng chờ ở đó rồi sẽ đón chào quý khách. Đó là như vậy. Và Ngọc Hồ cũng muốn là lần đi limousine đi thảm đỏ giống như movie star giống người ta vậy đó, nhưng mà mình không phải là movie star, mình là người bình thường thôi. Nhưng Ngọc Hồ cũng muốn làm cái đó cho một cái sân chơi cho mọi người để mà tận hưởng những cái vui cho cái ngày mình được làm cha, mà ai được làm cha thì cũng có thể tới tham dự rồi. Hết rồi. Anh Huy Đức, bây giờ em mới nghe chị Ngọc Hồ nói là bây giờ mình có cái gì movie star đúng không? Ừ. Rồi có singer star đúng không? Là sao âm nhạc. Bây giờ mình phải chế ra thêm một cái chữ nữa là YouTube star hay là YouTube star hay là Facebook star chứ đúng không chị? Đúng không? Phải yeah. Có cái mình phải có cái đó nữa, cho nên cho em xin nói ở đây, em phải nói là ở nơi đây em xin được thay mặt cho tất cả quý vị nào mà ngày hôm đó có thể đến dự được, sắp xếp thời gian đến dự được. Xin cảm ơn đến một cái chương trình của chị Ngọc Hồ mỗi hàng năm như vậy, chị tổ chức bằng một cách này cũng một cách khác, tức là rất là nhiều những cái cách khác nhau để mà có thể hòa nhập và cũng như cân bằng với cho tất cả mọi người có thể sắp xếp cái thời gian tiện lợi nhất để mà tới tham dự. Cho nên là ở đây thì em cũng xin cảm ơn chị Ngọc Hồ đã có một cái ý tưởng rất là đẹp, ngoài là ra mắt cái phim của mình do chính mình làm đạo diễn mà mình đóng luôn mới ghê nữa. Đúng không? Đạo diễn này là Phong Lê. Anh Phong Lê. Ý tưởng kịch bản là của mình. Là của chị. Dựng kịch bản với dựng phim là Phong Lê. Viết lời thoại cũng của Phong Lê. Chỉ có là mình chịu sản xuất với lại mình đưa cái ý tưởng là câu chuyện như vậy. Ok, thì đó. Thì cho nên là ngoài cái việc đó ra mà chị cũng còn làm thêm một cái chương trình văn nghệ để mà cảm ơn đến những người cha. Thì em thấy là rất là có ý nghĩa. Thank you chị. Trong cái mùa hè này nhiều người họ đi vacation, và theo như lời kêu gọi của anh Huy Đức đó, là chúng ta không nên đi về Việt Nam bởi vì ăn thực phẩm độc, rồi đi vô phi trường bị nó móc túi rồi nó như này nọ, thì tại sao mình không có đi vacation ở trong nước? Và nếu như đây là một cái thời gian mà nó mùa hè
Tại vì tới tuần sau đó là các cháu được nghỉ học rồi. Vì vậy cho nên những gia đình ở xa, chúng ta có thể đi vacation về California trong cái dịp này và gặp hết tất cả những anh chị em YouTuber. Thì mình nghĩ điều đó rất là hay. Và nếu như vậy đó thì những cái gia đình ở xa tới đó thưa chị, thì khi mà họ về California họ muốn đi tham dự trong cái buổi tiệc đó thì nghe nói là chị có tặng một cái vé free hay là như thế nào đó phải không thưa chị? Dạ kính thưa anh Huy Đức với lại Thanh Thanh với quý vị khán giả, thì Ngọc Hồ cũng nói là vừa rồi Ngọc Hồ sale cái một phần sản phẩm đó là sâm vàng đó, 599 đồng mua một tặng một và tặng được một cái hộp nhung hưu. Thì quý vị chỉ mua chỉ nhiêu đó thôi, mua cho Ngọc Hồ một phần thì cái phần tiền lời đó cũng bù đắp vô cái buổi tiệc, và Ngọc Hồ phải hoàn thành cái buổi tiệc này cho thật tốt thì Ngọc Hồ tặng lại cho quý vị một vé. Thì cái vé đó cũng ăn uống giống như mọi người, nhưng mà cái vé đó thì mình không có được ngồi bàn VIP thôi. Thì cái bàn nó hơi ở tầng 2, ở cái bàn cũng như là ở đây là sát sân khấu thì cái bàn 2, bàn 3 thôi. Thì cái lớp bên ngoài chút xíu thôi, nhưng mà vẫn dùng thức ăn của menu của đông giống nhau, chỉ có VIP thì nó gần sân khấu và có rượu để uống. Nhưng mà đặc biệt cái chương trình của mình á, từ 6 giờ là bắt đầu cho đến 8 giờ, trong thời gian 2 tiếng đó là quý vị được dùng giống như là finger food á, có người bưng tới nơi cho quý vị và nước giải khát, có thể là trà hay là cocktail gì đó thì tùy ý quý vị. Thì cái đó cũng có những cái người bưng tới để phục vụ cho quý vị. Dạ. Thì trong cái lúc mà live stream về cái chương trình của thứ nhất là mình sẽ có những cái cuộc MC do các anh YouTuber sẽ làm, giống như là Thanh Thanh hay Huy Đức sẽ làm cái chương trình bắt đầu, làm cho cái chương trình trước đó cùng với MC mà của chương trình trong đó. Và cái phần của San Lê thì sẽ làm MC. Thì Ngọc Hồ chia ra ba phần. Thứ nhất á, phần thứ nhất vẫn là cái ngày mà mình không nói là mình không quên, tại vì Ngọc Hồ nói là cái buổi tiệc này dành cho người cha. Và kế tiếp là mừng chiến thắng cho anh Hùng Cao, và anh Hùng Cao cũng là người cha rồi, tất cả những người ở đây tới dự là ai cũng làm cha hết rồi, cho nên mình mừng chung. Và anh Hùng Cao cũng tới cũng bằng một Thanh Thanh còn nghe tiếng của chị Ngọc không? Anh bị mất tiếng rồi, chị Ngọc bị mất tiếng rồi. Nói chị Ngọc không nghe. Chị Ngọc nói lại thử coi. Sorry anh cho em chờ chút để mình gọi qua bên đó. Chắc có thể đụng trúng cái sợi dây nào. Dạ. Yeah. Nghe Huy Đức, nghe Thanh Thanh mà không nghe chị Ngọc. Đúng. Anh cũng nghe em đúng không? Nghe. Ủa giờ mình bắt lại rồi, nghe rồi đó, nghe rồi đó. Ok rồi đó, ok. Không, good. Nó mất chút xíu à chị? Rồi, ok chút xíu. Dạ thì cái mình có 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ đó, thì mình sẽ làm những cái chương trình mà mình cần thiết, giống như là chúc mừng anh Hồng Cao nè, rồi mừng ngày Father Day á, là cái ngày là cũng nói một lời chúc mừng Father Day cho buổi tiệc và chúc mừng anh Hồng Cao. Và tất cả cái thời gian từ 2 tiếng đầu là quý vị sẽ được đi thảm đỏ và được lên chụp hình với những cái người mà quý vị yêu thích, giống như là không biết quý vị yêu thích ai thì quý vị cứ lên chụp hình, thì tất cả ở trên đó trên sân khấu để mình được lên chụp hình. Và bắt đầu cuối hết, bắt đầu chuẩn bị gần 8 giờ á, thì trước 8 giờ 15 phút thì bắt đầu chiếu cái trailer cái phim của Ngọc Hồ lên và để ra mắt cái phim. Lúc đó thì chỉ có 15 phút để ra mắt phim, nhưng mà cái phần đầu thì mình sẽ làm những cái công việc như vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Như vậy là chỉ chiếu trailer thôi chứ không có coi, ngồi coi hết phim luôn. Rồi dạ sau không. Khi sau khi chiếu cái trailer đó rồi thì tới chương trình gì thưa chị? Dạ 8 giờ thì ở nhà hàng bắt đầu mời mình ăn uống, là bắt đầu dọn từng món như đám cưới vậy đó, mình ăn 7 món. Giống như là cái tiệc đó là tiệc của đám cưới, mình đặt cái menu của đám cưới luôn, menu hạng nhất cho quý vị, cho mọi người hết. Cho nên thì mình bắt đầu ăn và mình thưởng thức ca nhạc. Thì trong cái show này thì có Nguyễn Hưng nè, Kỳ Phương Uyên, rồi Phương Yến Linh, rồi MC thì cô Lệ Hoa, và có Andy West. Và đây là một cái ban nhạc full band nha, có nghĩa là có dàn trống, có đầy đủ hết chứ không phải cái ọt không. Đó là một cái sự
làm cho quý vị hào hứng. Mà thêm đặc biệt nữa, thêm một dàn đèn kỹ xảo lớn nhất, bốn cái đèn mà đẹp nhất để quay bỏ vô trong đó luôn. Tức là bốn cái đèn này có trên sân khấu cho mấy cái nhà hàng. Tức là mình vừa ngồi để mà thưởng thức thực phẩm và vừa được nghe ca nhạc. Giá là có lý. Và coi cái chương trình anh Nguyễn Hưng thì bây giờ ảnh nhảy như thế nào cho quý vị xem. Và Ngọc Hồ cũng xin có một chút thay đổi trong cái lúc đó. Thì trong cái poster này á, thì ngày trước á, là mình điêu với cô Diễm Liên. Nhưng mà tới cái ngày mà cái chuyện này nó trục trặc xảy ra thì mình cũng xin kể cho quý vị nghe chút xíu thôi. Thật sự là khi mà mình làm việc này á, thì có manager của bên chương trình để làm việc với Ngọc Hồ. Với Ngọc Hồ không có trực tiếp liên hạc với lại những ca sĩ được. Cho nên á, cái lúc mà cái anh manager á, ảnh liên lạc với cô Diễm Liên và cô Diễm Liên đồng ý và book hết và nhận lời thì tụi này mới làm cái design cái poster và cổ cũng đưa hình. Đến giờ chót có nghĩa là giờ cuối cùng cổ mới nói ô tôi đã book show người khác rồi, book show người khác trước thì cái trách nhiệm này á, thì không biết là tụi này giống như Ngọc Hồ thì phải nghĩ sao. Nếu như tại sao lúc mà gọi thì cô không chịu nói, đến giờ lúc này thì cổ mới nói, thì lúc này thì mình mới nói trời poster in rồi, vé in rồi, đâu có thể nào thay đổi được. Có hai người mua hai bàn của cô Diễm Liên vì yêu thích cổ và trả vé lại cho Ngọc Hồ. Hồ cũng nói ok, nói thì tôi thích cô Diễm Liên, bây giờ cô nói là không có, không được, thì mình phải báo với, tại vì cái người này mua thì họ nói họ thích Diễm Liên, cho nên mình nói ồ cô Diễm Liên từ chối, thì người ta cũng nói ồ tại sao để cái hình lên, thì Ngọc Hồ cũng nói Ngọc Hồ không phải làm show để kiếm tiền, thực sự Ngọc mời quý vị này tới để làm một cái buổi tiệc chúc mừng happy birthday với lại cái việc mà hàng năm Ngọc Hồ làm. Thì xong rồi in xong rồi coi như thay đổi hết rồi, cho nên cái những cái bức tờ sau có gửi cho quý vị thì không phải là cô hình cô Diễm Liên nữa, mà là cô đổi lại cô làm cô gì ta, cái gì bữa em có thấy, ok chị đợi em tí xíu em kiếm để coi lại dùm cái poster coi ánh minh sao ánh minh nhà của ánh minh ca sĩ trẻ ánh minh rất là dễ thương, rất là hay thì, hát rất hay của ánh minh á, thì cổ nhận lời và cổ rất vui tại vì cô ánh minh hằng đo hồi xưa cũng hát cho Asia và coi rồi cái anh manager đó cứ gửi cái clip của cô Ánh Minh cho Ngọc Hồ coi, thì Ngọc Hồ mới nói trời ơi lúc cô hát cô cũng mừng đồ lính đồ dễ thương lắm, cô rất là nhí nhảnh hồn nhiên như Thanh Thanh vậy đó. Cái Ngọc đấy thôi đổi cô này có vẻ khỏe mạnh hơn, thôi vậy thì đổi cô này đi không sao, mặc dù là cái giá bút nó cũng không có, nó cũng bằng bằng thôi, nhưng mà Ngọc Hồ á là cũng thích cô Diễm Liên, là lúc là mà cái anh manager đưa cô Diễm Liên vô á thì nói cô này hay hát nhạc Pháp, hay hát nhạc những người mẹ cũng hay lắm, thôi đồng ý với cô Diễm Liên luôn. Thì sao bây giờ thì đổi có giờ chót có đổi là cô Ánh Minh. Nếu quý vị thấy mà không có cô Diễm Liên á thì cái poster bị giờ đó đã in ra rồi, tiền in hết là 400+ thì in poster luôn á, cho nên họ không biết là cái này thì ai chịu trách nhiệm, vé cũng in ra luôn, cho nên cái tiền deposit á thì cũng đưa cho cái anh manager luôn. Coi như Ngọc Hồ đã làm xong hết rồi thì mới ra poster, thì mà khi mà poster ra trước mà ra hai tầng luôn rồi á thì cổ mới báo lại như vậy, thì Ngọc Hồ cũng thấy hơi buồn chút, nhưng mà cứ như là không có cái trách nhiệm á. Thì trước tiên thì Ngọc Hồ cũng chia sẻ cái câu chuyện này, nếu mà bữa đó có anh Minh, nhưng mà thật ra đổi anh Minh thì nhiều người thích hơn, rất là nhiều người ủng hộ, nói anh Minh rất là dễ thương, cho nên Ngọc Hồ cũng thấy bây giờ theo như em đó, đổi anh Minh xong rồi còn bonus cho chị nữa. Bây giờ đó, hôm trước em có nói chuyện với Thanh Thanh thì Thanh Thanh nói anh Quy Đức ơi em đi show em hát nhiều quá rồi, bây giờ anh để cho em nghỉ ngơi một lần, em ngồi cái bàn YouTuber với tụi anh để em enjoy, nhưng mà nếu cần thì để Thanh Thanh lên đâu có thua ai đâu. Chị Ngọc Hồ thì cũng nghĩ là Thanh Thanh có một cái dịp đó là cái tháng ngày tháng 11 đi, vì quý vị biết tháng 11 là ngày 11 là cái ngày cựu chiến binh của Mỹ. Thì cái ngày đó thì Ngọc Hồ thích cái ngày đó lắm, tại vì tất cả những người business á họ dùng cái ngày đó đó là cái ngày để mà có những cái ngày sale đặc biệt lớn cho những cái business lớn, họ dùng tháng 11 ngày 11 để làm cái bữa sale đặc biệt, có only một ngày sale mà họ sale có thể là từ một cái sản phẩm 1,000 họ sale xuống 1 đồng, họ bán trong một cái thời gian rất là nhanh để mà cảm ơn khách hàng. Chỉ có hàng năm là những cái business lớn họ mới dùng cái số tháng 11, ngày 11 để làm cái công việc đó.
Cho nên cái ngày đó cũng là cái ngày ý nghĩa nữa. Ở trong diễn đàn đang có Tony Phạm USA, cũng là một big YouTuber, cũng là một YouTuber mà trên 100.000, gần 200.000 subscriber rồi. Anh Huy Đức đích thân mời Tony Phạm về ở trong đợt này, trong cái bàn của YouTuber mà chị Ngọc để dành cho anh một bàn, nó còn 4 chỗ trống. Thì bây giờ nếu mà Tony Phạm mà có thể bay về tham dự thì đích thân anh Huy Đức là sẽ gửi thư mời, không sao hết. Ok, anh em về ủng hộ trong cái chương trình này phải nói là welcome to more than welcome. Rồi bây giờ quay trở lại đó là thưa chị Ngọc Hồ, thì trong cái chương trình cho tới giờ phút này đó thì chúng ta thấy rằng nó rất ư là tuyệt vời. Thì chị có cái chia sẻ gì thêm không, hoặc là Thanh Thanh có câu hỏi gì thêm trong cái ngày 18 hay không? À có anh, bây giờ em muốn hỏi chị Ngọc Hồ đó, ngày hôm đó thì các anh em sẽ live stream như thế nào, bằng như thế nào? Tại vì đương nhiên đây là buổi tiệc của do chị tổ chức, do chị độc quyền, thì không biết là cái vấn đề live stream thì chị sẽ sắp xếp như thế nào, quay phim, quay hình ra sao? Cảm ơn Thanh Thanh hỏi cho chị Ngọc Hồ câu này. Thì Ngọc Hồ cũng xin thưa là mình có đặt cái anh em YouTube để live stream mà chuyên nghiệp luôn. Coi như là từ âm thanh ở bên ngoài, từ cái xe bước xuống, từ cái thảm đỏ bước vào cổng, từ cho lên tới sân khấu đều là có anh em để làm. Nhưng mà thì có thể là mình sẽ, những cái anh em mà ủng hộ cho Ngọc Hồ thì không biết là anh đã có bỏ lên hết chỗ của 4 đài không. Thì trong đó dĩ nhiên là phải có Ngọc Hồ, và cái trailer sẽ chiếu trên kênh của Ngọc Hồ sau đó. Và Ngọc Hồ cũng, thì lúc đó thì cái dàn live stream đã đặt rồi, cho nên đó, Ngọc Hồ muốn là anh em YouTuber đó thì cứ ngồi yên và cứ làm theo những cái gì là mình làm, không cần cái cầm cái máy đi nữa, tại có người lo hết rồi. Vậy là bữa đó là tụi em là ngồi enjoy, ngồi để thưởng thức. Tới bữa đó là mình là nhân vật chính, cho nên mình chỉ là enjoy thôi. Chứ hồi giờ cứ cầm cái cây chạy cà nhông thấy tội nghiệp thì thôi. Lâu lâu được làm là kể như là ngồi enjoy, thấy là rất là good rồi. Vậy là thì cái anh live stream này anh cũng rất là có tâm. Anh nói chị Ngọc cứ an tâm. Chị Ngọc nói phải cố gắng làm cho chị Ngọc, thì chị Ngọc anh nói thôi hay chị Ngọc phải deposit cho em không? Không. Em muốn làm cho chị Ngọc và chị Ngọc phải tin tưởng em phải làm tốt cái chuyện này. Âm thanh cho đến hình ảnh phải được đẹp, tại vì em cũng muốn em làm tốt cho vấn đề này, cho nên ảnh cũng dùng 4 máy để quay lớn ra để làm. Là rất là good rồi đó. Dạ vâng, tuy nhiên thì nếu mà ngày hôm đó đó chị Ngọc Hồ, nếu mà chị cần mà cùng một lúc một để phát ra rất là nhiều những cái kênh, chẳng hạn như 4 đứa tụi em nè, Son Lê, Huy Đức, quẹo 3 đứa thôi, cộng với chị nữa là NN365 ở trên YouTube, rồi Thanh Thanh Network, Huy Đức TV cũng như là Son Lê TV, thì em nghĩ là cùng một lúc mình phát ra như vậy, hay là chị như thế nào? Em hỏi luôn á. Thì cái anh YouTube này đó, ảnh sẽ làm cái việc đó cho mình, thì mình sẽ bàn với ảnh, thì ảnh cố gắng ảnh làm. Thì trước tiên là nếu như vậy thì lúc đó thì mình coi như là cái deal là nó nằm ở tới đó, thì cái khả năng tới đó mình không biết là nó thực hiện tốt được tới đâu, tại vì ảnh cũng dùng hết cái tâm lực, tại vì ảnh cũng live stream cho những cái đám cưới lớn rất là sang trọng rồi, cho nên Ngọc Hồ cũng rất là tin tưởng ảnh. Mà ảnh rất là yêu quý Ngọc Hồ, giống như vừa kêu xong nói đề mua dứt liền, anh nói không khỏi cần, em làm tốt cho chị hãy tin tưởng em. Cho nên á, Ngọc Hồ cứ sợ là không có ai làm á, cho nên cũng lo lắm, coi như là rất là lo, cho nên muốn ghi lại những hình ảnh mà những khoảnh khắc mà vui vẻ nhất. Và Ngọc Hồ cũng mong là tất cả anh em YouTube ở Mỹ á, là phải biết cái công việc của người nào, làm với công việc người đó, hay mà hãy nắm tay nhau cho thật chặt để làm những cái công việc mà mình ở trên đất Mỹ mà mình phải thực hiện được tốt hơn. Đó là cái ý niệm của Ngọc Hồ, chứ không có, đừng có YouTube này giận YouTube kia rồi rồi không bắt tay nhau thì người bên kia họ cười mình thôi, nói bên đó nó cũng vậy thì có cái gì khác hơn. Cho nên tất cả những anh em YouTuber có một cái ý tưởng riêng, và nếu mà ai có ý tưởng chung thì mình đi chung, chứ đừng có cãi qua cãi lại, thì Ngọc Hồ cũng thấy khó lòng cho Ngọc Hồ với sợ lắm á thiệt. Nhưng mà dạ, chị nói tiếp. Ngọc Hồ mong là mọi người sẽ được vui vẻ là trước tiên cái buổi tiệc này, để giúp cho Ngọc Hồ thành công là cảm ơn rất nhiều thôi.
Dạ vâng, nhưng mà em nghĩ vậy là ý kiến này của em nha, không biết là mình nên nói trước làn sóng hay là sau làn sóng, nhưng mà em nghĩ là như thế này, là mình nên chỉ phát một cái kênh duy nhất ở trên NN365 ở trên YouTube, và chúng ta trong cái ngày đó thì mình sẽ liên tục mình nói mọi người hãy vào trong cái YouTube của NN365, cùng một lúc mình có thể tăng cái view của NN365 cũng như là giới thiệu cái NN365, cái kênh YouTube đó đến cho mọi người luôn. Không biết là anh Huy Đức nghĩ như thế nào, thay vì là bây giờ chúng ta cứ cái ngày hôm đó giống như chị Ngọc nói live stream lẻ tẻ. Anh thì xin lỗi chị Ngọc Hồ cho nói, anh thì có ý ngược lại với Thanh Thanh. Vậy hả? Anh đã có ý ngược lại Thanh Thanh là bởi vì sao? Bởi vì mình đã mời YouTuber về, mà khi anh chị em YouTuber về thì cái vấn đề ở đây tức là mình muốn lan truyền rộng ra cho cái chương trình đó, cho cái phim này để mọi người biết tới, ví dụ như là YouTuber của NN365 rồi của NMTV gần có 1 triệu người theo dõi, thì ít nhất trong cái hôm đó bây giờ theo như anh biết anh đếm được đã có 7 YouTuber gạo cội tham dự rồi. Ok, 7 người rồi đó. Vì vậy cho nên tổng cái số người mà view trong cái hôm đó nó lên tới vài triệu người trong cái chương trình. Điều đó là điều chúng ta muốn. Còn nếu mà chúng ta giới hạn về anh em YouTuber họ bay về tới đó mà họ không có thể live stream được, tức là nó mất đi cái số lượng mà ở ngoài kia họ biết tới. Thành ra mình nghĩ rằng cái đây là một cái vấn đề, nó là truyền thông công cộng. Thành ra đó mình cứ để cho anh chị em YouTuber họ cái lúc mà ở ngoài đi vô đó thì có thể là 365 quay, nhưng mà khi mà vô tới trong chương trình rồi đó thì anh em nó ngồi trong bàn rồi, xin lỗi anh chị em họ ngồi trong bàn rồi thì họ có thể tự động họ làm cái đó, thì nó rất là nó rất là có ích hơn mà chúng ta giới hạn. Rồi mời chị Ngọc, mời chị. Dạ thì bây giờ anh thì cái vấn đề này á, thì Ngọc Hồ nói là nếu như nhiều người quá thì cũng không có, các anh YouTuber chắc anh cũng không làm hết được, thì mình sẽ giống như nếu nếu được thì mình làm xong sau đó thì mình like lại hay là như thế nào, thì nói chung là mình cố gắng làm hết sức mình để có những cái kênh chính của mình được lên. Đúng. Tại vì anh ngồi đây anh đếm, anh biết những người đi đi rồi đó, là chưa tính Tony Phạm. Tony Phạm đang hứa là sẽ sắp xếp lại đi, nếu mà Tony Phạm đi nữa là người thứ 8, và còn có nhiều người tới nữa, nhiều anh chị em YouTuber nữa, và chúng ta có nhiều anh chị em tới tham dự một cái sự kiện. Em biết bây giờ TV đâu có bao nhiêu người coi đâu, TV họ chiếu TV thì chỉ có cái thành phố đó chỉ được một hai ngàn người thôi, mà mỗi anh chị em YouTuber mỗi lần lên live stream là 30-40 ngàn người mà trên toàn thế giới coi được, chứ không phải chỉ một cái thành phố. Thành ra chúng ta không giới hạn về truyền thông, nếu chúng ta giới hạn về truyền thông thì chúng ta lại giới hạn cái số người họ biết tới. Thành ra cứ để tự nhiên cho đi vậy, không sao hết, chuyện rất là nhỏ. Rồi bây giờ đó thì trong cái chương trình mà cái trong cái chương Cho Ngọc Hồ có ý kiến chút xíu, giống rồi như Huy mời Đức chị. nói cũng đúng, nhưng mà xưa nay chị Ngọc Hồ nói thiệt, nói này là nói bằng cái tấm lòng, giống như Thanh Thanh cũng thấy đó. Chị Ngọc support cho em từ hồi đầu năm đến giờ. Thanh Thanh cứ gọi chị Ngọc Hồ hoài, chị Ngọc Hồ ơi sao không có livestream bán hàng với em vậy? Nói không, không sao hết á, chị ủng hộ em. Là không phải là để lên mỗi ngày ca cẩm bán hàng. Bán hàng á, thì có kênh của Ngọc Hồ rồi, Ngọc Hồ sẽ bán trên đó, quý vị giới thiệu giùm là Ngọc Hồ rất là cảm ơn. Nhưng mà nếu mà mình mời hết tất cả các anh YouTube lại á, thì để nói về cái công việc á, là của công ty S365, thì coi như là quảng cáo cho Ngọc Hồ á, thì Ngọc Hồ cũng nếu như á, mà mình nghĩ bình thường thì mình cảm ơn. Còn nếu như mình không nghĩ, nói ồ bả làm như vậy là business, là quảng cáo thôi, thì Ngọc Hồ nói tùy thôi quý vị thôi. Thì Ngọc Hồ mời á, mời ở đây với cái mục đích là hàng năm Ngọc Hồ đã làm, và Ngọc Hồ mời để together lại với nhau, là ngồi lại với nhau. Quý vị biết là cái buổi tiệc đó là như thế nào, như thế nào, và mình vinh danh cái người cha ngày Happy Father Day, Mother Day, rồi cũng như là Ngọc cảm ơn quý khách hàng nữa, chứ không phải là và sẵn là cái dịp nó trùng hợp như vậy thì Ngọc mình get together lại với nhau nó tốt hơn. Đó là một cái sự mà Ngọc Hồ muốn chia sẻ, chứ không phải là mấy YouTuber quay nói ôi cô này chắc cô muốn quảng cáo nữa thì tội nghiệp cho Ngọc Hồ. Mình cũng nói trước đi thì thôi tùy ý đi, chứ giờ quảng cáo và như vậy thì không, cái này nói bằng tấm lòng, Em nói bằng hiểu, tấm em thiệt hiểu. luôn. Tại vì Giống như là hiểu được tấm lòng của chị, cho nên em mới nói rằng đó là để cho anh chị em YouTuber họ tự nhiên, là bởi vì trong sự kiện này thứ nhất là chúng ta quan trọng nhất là gì? Là cái ngày lễ Father Day.
Và ai mà người đàn ông khi mà đã làm father rồi, cái ngày đó là ngày quan trọng. Và cái quan trọng không phần kém đó là chúng ta vận động cho anh Hùng Cao và cô Amy Phan West, nó rất là quan trọng. Thành ra những cái đó đó thì chúng ta cứ để anh chị em YouTuber họ có thể đến đó để mà vận động, đến đó để mà live stream này nọ. Rồi còn cái vấn đề của cái nguồn gốc của cái sâm đó, thực sự quảng cáo cho công ty sâm nhưng mà anh cũng chưa biết là cái sâm đó nguồn gốc như thế nào. Nếu mà nói về trầm đó thì anh rất là rành, anh là thằng đi trầm. Nói về buồn ngã anh rất là rành, nhưng mà nói về sâm thì mình đâu có biết đâu. Thành ra chị Ngọc chỉ nói như vậy để cho chúng ta hiểu là chị rất là khiêm nhường, không phải là muốn lợi dụng để mà quảng cáo cho công ty sâm, mà những cái sự việc khác nó rất là quan trọng để mà chúng ta có một cái event giống như vậy. Đúng, đó là cái điều mà chị Ngọc cũng nói trước. À, để cho cái gì nó cũng phải có một cái rõ ràng, chứ không phải là mình cứ hồ vô một cái, lùa vô một cái để làm. Thì trong cái vấn đề này Ngọc Hồ chỉ có ba cái việc để làm. Thứ nhất á, là Happy Father Day, là cái ngày tiệc, buổi tiệc đó. Và kế tiếp là mình ra mắt cái phim. Và cũng trong cái thời điểm này anh Hùng Cao cũng có gửi cái thư cũng cảm ơn công ty, và Ngọc công ty cũng thấy như vậy thì anh cũng chiến thắng, và anh Ngọc Hồ ủng hộ, thì Ngọc Hồ có mời anh thì anh nhận lời. Thì quý vị yêu mến anh Hùng Cao hãy tới cùng vận động dùm cho anh Hùng Cao, để anh Hùng Cao được vào cái ghế quốc hội của có cái tiếng nói của Việt Nam. Thì bằng phương pháp nào cũng được, quý vị nghĩ sai hay nghĩ đúng thì Ngọc Hồ trước tiên là coi như là mình làm người, mình cũng không biết mình cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà anh nhìn góc cạnh này anh thấy tôi đúng, anh nhìn góc cạnh này anh không có thấy tôi đúng, thì tôi cũng không biết phải giải thích làm sao. Có nhiều người ăn sâm đó tôi khỏe, ăn sâm tôi ngứa, thì cái chuyện đó là Ngọc Hồ cũng không biết làm sao. Nếu quý vị hợp khẩu vị thì cái gì cũng được, không hợp khẩu vị cái người khó đó mình chịu được, chứ cái người khó chịu không có được. Câu đề hay đó, câu đề mới lần này. Khó đó tôi chịu được, nhưng mà khó chịu rồi cái gì mà cũng không có thể chịu được, khó làm sao mình chịu. Cho nên mới là khó chịu mới không chịu được, mà người khó tôi sẽ chịu được. Cho nên quý vị cũng thông cảm cho Ngọc Hồ, giống như nãy giờ mình chia sẻ cái chuyện này đó là bằng cái chân tâm. Cũng vì cái buổi lễ này sắp tới là của tuần sau rồi, còn nó có thời gian nó rất là ngắn ngủi, nó cũng không có dài nữa. Cho nên quý vị thương yêu Ngọc Hồ, nếu mà chưa có tấm vé hay là có đến cùng chung vui. Nói chung là rất là nhiều anh chị em tới mua vé, còn nói thôi vé này á tôi không có đi, mà tôi vì thương Ngọc Hồ lại mua sâm, rồi mua vé, rồi quý vị nào mà chưa có vé Ngọc Hồ tặng lại cho họ, rồi nói họ hãy ủng hộ cho anh Hùng Cao giùm tôi. Trời ơi, có nhiều bác dễ thương lắm. Bữa đó tôi đi mà tôi không có xe ai chở, làm sao tôi đi, rồi hỏi đủ thứ hết mà vẫn mua sâm, vẫn ủng hộ Ngọc Hồ. Ngọc Hồ cảm động vô cùng luôn, rất là cảm động. Và Ngọc Hồ không quên để cảm ơn quý vị khách hàng yêu quý Ngọc Hồ. Và kỳ này thì cũng có nhiều ở tiểu bang khác về, nhất là quý vị sẽ thấy bất ngờ lắm, nhất là những anh YouTuber được cái khách hàng yêu quý để tới gặp quý vị đó, thật sự luôn. Ngọc Hồ cũng xin chia sẻ. Nói chung là chị Ngọc Hồ cứ yên tâm đi chị. Nói chung là giống như là chị là một người kinh doanh mua bán thì đương nhiên cũng sẽ có người ghét người thương, rồi cũng sẽ có những cái sự cạnh tranh về kinh doanh, đúng không? Không lành mạnh, ví dụ như vậy. Cho nên chị yên tâm đi. Nói chung là khách hàng đã thương mình rồi thì thương. Giống như người mình thường hay nói là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét mà cái trái bồ hòn á nó cũng sẽ méo, nó là như vậy. Quý vị giống như chị thấy là tụi em làm YouTuber cũng vậy, khi mà họ thương mình rồi mình nói sai cả câu luôn họ cũng có thể bỏ qua. Nhưng khi đã ghét mình rồi đó, mình nói sai chỉ nửa câu thôi hay là nửa cái chữ thôi là cũng sẽ bị bắt lỗi bắt phải. Cho nên chị ở nơi đây đó là em biết cái vừa rồi mà về vấn đề livestream cái này kia, thì thực sự ra là chị Ngọc Hồ là một người rất là tế nhị quý vị, và rất là kỹ về cái vấn đề là không để cho người khác nghĩ rằng mình là lợi dụng, đúng không? Chị ý chị muốn nói là giống như là lợi dụng người khác, lợi dụng những anh em khác như vậy. Ok, cái đó thì em cũng cảm thấy đức thương chị. Thật sự là như vậy. Ngọc Hồ cũng nghe Phong Vân nói trời bà đó làm chẳng qua là business. Dạ thưa quý vị, nếu không business Ngọc Hồ không có tiền. Và quý vị hãy đếm trên đầu ngón tay coi bao nhiêu người business để làm được cái việc mà yêu quý những cái chương trình mà đặc biệt như vậy. Ngọc Hồ muốn á, là thật sự Ngọc Hồ không nói thiệt luôn á, mới ngày hôm qua thôi cái chị Thu ở bên New York á, chị gửi cái poster này nè, chị hỏi là chị không có nồi mình ủng hộ, mà mình gọi chị xong rồi á mình mới gọi chị mới nói thôi đây là một cái diễn hành văn hóa lần thứ 37 tại New York, có nghĩa là họ làm rất rất
rất là nhiều năm. Mà quý vị biết không, chỉ nói một câu thôi, chương trình này để mình phải đi biểu diễn, đi biểu diễn hành để mình giữ cái lá cờ của mình được cho mọi người, tại vì quốc tế mà biết, công phải công nhận được lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta thể được bay trên đất Mỹ và ở trên đại lộ của New York. Đó là chỉ có Ngọc Hồ nói thôi được rồi. Chị nói như vậy, em muốn ủng hộ cái tinh thần này đó cho giới trẻ để đi xuống buổi diễn hành này. Thì Ngọc Hồ đã mua vé từ ngày hôm qua, nói chuyện với ngày hôm qua là mua vé, và chị nói chị sẽ đặt khách sạn tại đại lộ New York để mời Ngọc Hồ. Ngọc Hồ nói cái tiền em bông sao nó không có bao nhiêu, tại sao chị phải nói không? Tại vì cái tinh thần của chị á, khi chị đọc được cái này mà chị tự ý chị gọi tới để băng so, mà chị nói em mời cái là chị tới, thì em phải lo khách sạn. Trời, Ngọc Hồ cảm động quá, cho nên Ngọc Hồ mua vé rồi quý vị. Mất là bận rộn đó mà cũng phải dọt qua bển trong ngày cuối tuần của ngày 10-11 luôn đó quý vị. Rất là dễ thương. Cho nên Ngọc Hồ đi gì các em đi diễn hành như vậy quá đẹp luôn, cái chiếc xe hoa hóa đẹp luôn, chụp hình gửi cho Ngọc Hồ. Ngọc Hồ nói không, Ngọc Hồ sẽ đi qua bên đó, phải đi tới để ủng hộ tinh thần các em, chứ không phải là quảng cáo luôn. Nhưng mà chị nói cũng phải quảng cáo luôn, chị nói phải quảng cáo chứ, để cho người ta biết. Nói không phải, nhưng mà thật sự là nó bất ngờ quá, mà nó bao nhiêu cái việc mà Ngọc Hồ không thấy, nhưng mà các em tuổi trẻ mà phải biết tới lá cờ, phải biết tới lịch sử Việt Nam, thì Ngọc Hồ rất là muốn đi tới. Và Ngọc Hồ nói thật cũng chưa biết New York luôn, chưa đi New York, nhưng sẵn việc này là có một cái việc nó trọng đại thì kết hợp được đi chơi, nó khoái quá trời luôn. Rồi, Thanh Anh, bây giờ nói tới cái vấn đề mà diễn hành văn hóa New York đó, thì em biết gì về cái diễn hành văn hóa New York? Dạ vâng, thì theo như em biết lần này là lần thứ 37 rồi, đúng không anh? Tức là đây là cái lần mà họ đã tổ chức mỗi hàng năm như vậy, nhưng mà hai cái năm dịch vừa qua thì họ đã phải ngừng lại về cái vấn đề là ấy này. Thì bây giờ năm nay trở lại thì em nghĩ là trở lại sẽ lợi hại hơn xưa. Là bởi vì trong hai năm vừa qua chúng ta bị dịch giả ở trong nhà, và lần này đó là như quý vị đã biết là sẽ tổ chức vào 11 giờ sáng thứ bảy ngày 11 tháng 6 theo ngày giờ ở tại địa phương đó, tức là tiểu bang New York. Thì em biết là cái diễn hành văn hóa này á, và khi mà em nghe anh Huy Đức nói là anh Huy Đức sẽ đi tháp tùng cùng với lại chị Ngọc Hồ và rủ Thanh Thanh nữa, nó nói trời ơi em rất là tiếc em không có đi được, nhưng mà em nói bảo đảm anh là em giơ hai tay và hai cái chân của em lên để ủng hộ anh chị trong cái công cuộc này. Là bởi vì nó như thế này nè, chúng ta nếu mà chúng ta không cố gắng để tiếp tục duy trì và có mặt trong cái buổi lễ diễn hành văn hóa quốc tế diễn ra tại New York, thì sớm muộn gì những cái khi mà chúng ta diễn hành như vậy, đương nhiên người về quốc gia chúng ta sẽ nhìn thấy rất một rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng nếu như mà chúng ta không thể nào mà duy trì được nữa vì tài chính hay vì bất cứ một cái lý do gì đó, thì chúng ta sẽ thấy gì thấy cái cờ đó là cờ đỏ sao vàng. Cho nên là đây chính là một trong những cái mà em rất là mong muốn. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta không dự thường xuyên mỗi hàng năm cố gắng bằng mọi cách, về thời gian, về tiền bạc, về phương tiện để có mặt, nếu không thôi đó là Cộng sản Việt Nam nó đã hâm he xóa bỏ cái tổ chức của người Việt quốc gia của chúng ta từ rất lâu rồi. Và chắc chắn là cộng đồng ở phía bên Cộng sản Việt Nam hay là cờ đỏ sao vàng nó sẽ xuất hiện. Cái vấn đề mà cái diễn hành văn hóa New York đó, theo giống như tụi Cộng sản nó thường tuyên truyền đó, là cái lá cờ vàng không có ai công nhận cả. Em hiểu không? Thành ra đó là mỗi hàng năm như vậy, mà trên cái đại lộ ở New York nó rất là lớn. Và không những chỉ có cái sắc dân của người Việt của chúng ta, mà ba mươi mấy cái sắc dân nhiều quốc gia mà định cư ở tại Hoa Kỳ, mỗi quốc gia như vậy, mỗi sắc dân như vậy, họ có một cái văn hóa riêng của họ. Vì vậy trên cái buổi diễn hành đó, và em biết rằng thành phố New York, tụi Cộng sản nó đấu tranh rất là nhiều, tụi Cộng sản nó khiếu kiện, nó làm đủ thứ, nhưng mà bây giờ New York họ vẫn approve, họ vẫn chấp nhận cho lá cờ vàng là đại diện cho Việt Nam diễn hành ở tại New York. Nếu như chúng ta không keep move on, nếu mà chúng ta không giữ cái đó là tụi Cộng sản nó nhảy vô liền, nó sẽ thế chỗ đó. Nó thế chỗ mình liền. Yes. Vì vậy cho nên đó là ngày hôm qua chị Ngọc gọi cho anh hai chị em nói chuyện. Chị Ngọc nói: Quy Đức ơi, đi New York. Em nói: đi New York làm gì? Cái không tự nhiên kêu đi New York mà cái chương trình đó. Chị Ngọc mới nói: không, chị phải đi tham gia cái diễn hành văn hóa. Mình suy nghĩ nó nói xấu bà, bé không, nói bà này bà làm business mà sao
mà sao mà sao mấy cái vụ này là chỉ là nhảy vô là sao. Xong cái nói chuyện cái chị mới hỏi Quy Đức Nghị sao, nói là em support hai chân hai tay, những cái này nó rất là quan trọng về cái nền văn hóa, và chúng ta giữ cái văn hóa Việt Nam của mình, chúng ta giữ được cái cờ, và em ủng hộ chị đi thì em đi. Cuối cùng anh phải mua cái vé máy bay. Okay. Anh ra rồi. À hả? Anh mua vé máy bay, em biết bao nhiêu không? Bao nhiêu mắc à? Gần 1.300 đồng. Ồ má ơi. Gần đúng 1, rồi. Dạ, tại vì dạ, anh 1, mua chưa đủ 14 ngày nữa, yeah, tức là gọi yeah là mua gấp á. Trời wow, 1.000 mà... Dạ, thì Ngọc Hồ cũng mua hôm qua cũng 1.000 mấy. Yeah. Nhưng mà kính thưa quý vị đó, nói thiệt luôn, thật sự mà khi mà Ngọc Hồ á, rất là cái mùa này rất là bận biểu luôn. Là lo cái show, rồi lo vé, lo đủ thứ mọi vấn đề hết. Mà Ngọc Hồ cũng nói không sao, mình đi, mình hứa mình làm được, mình phải làm được, mình hãy ủng hộ cho các em này. Các em này sẽ, và nhiều người cầm lá cờ nữa thì quá tốt. Cho nên Ngọc Hồ rất là hãnh diện và muốn đi. Chứ ngoài ra rất là bận luôn. Quý vị biết Ngọc Hồ đang có cái show này nữa, rất là lo. Mà chị Thu á, ở bên New York á, của trong ban tổ chức nói sao biết không? Nói vậy thì chị Ngọc đi diễn hành xong rồi chị Ngọc phải ở lại đêm đó, hỏi chi vậy? Để tri ân những nhà sponsor. Nói vậy hả? Được tri ân nữa hả? Sao, yeah, sao cho tốn hao nhiều chuyện dưới gì? Nói thôi, ông phải ở lại chứ, chị phải ở lại để tụi em cảm ơn những cái nhà sponsor như chị. Tại vì chị là cái người đầu tiên mà gọi tụi em để mà ủng hộ, mà một người rất là nói thích muốn đi xuống đường để được nhiều thêm nhiều lá cờ, một lá cờ nữa cũng không cũng như là làm cho chương trình của chị nó, chị nói là chị thêm cái nguồn năng lượng nữa, thì đó là cái câu mà chị Thu đã nói. Cho nên Ngọc Hồ rất là cảm động, mặc dù rất là bận biểu nhưng mà cũng ráng. Quý vị nếu mà về mà có trễ nải gì chút xíu ship đồ đừng la thôi, vậy dạ, thôi dạ, phải ủng hộ cho Ngọc Hồ. Thanh biết sao không, bây giờ cái schedule của anh nó còn full hơn em nữa, tức là từ ngày 10 anh bay với gì người một lên đó, 12 anh bay về lại, 13 anh phải đi Canada, 13 Canada, ở 14, 15 về lại, rồi 16 phải bay đi California. Tức là kể như là trong chưa tới một tuần mà anh phải bay giống như con chim, giống như vậy, phải đi giống như vậy. Bây giờ sao bây giờ? Tự anh Huy Đức chạy show còn hơn em chạy nữa. À, tại vì nó rất là quan trọng. Cái này anh nói em là nếu chúng ta nghĩ rằng đó là một khi mà chúng ta thấy cái cờ đỏ sao vàng mà nó diễn hành ở trên New York là chúng ta thua trắng bụng. Cái đây là cái mà chúng ta chiến đấu, em phải hiểu như vậy. Cái đây là cái chúng ta đang làm sao chúng ta giữ cái văn hóa Việt Nam, mà cái văn hóa Việt Nam là gì, là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thành ra khi mà chị Ngọc chỉ nói là anh ok go liền, book vé liền, nhưng mà bây giờ có vé máy bay rồi, nhưng mà có một nỗi khổ là bây giờ không biết là đêm đó anh ngủ ở đâu, có thể ngủ không sao, có khách sạn rồi. Bây giờ nó ngủ ngoài hè khách sạn, ngủ ở đâu bây giờ chưa có chỗ ngủ nữa đó, bây giờ chưa biết mà tính. Chương trình á, chị Thu đã đặt cái khách sạn á tại trên đại lộ New York, sát mặt đường luôn, một cái khách sạn 5 sao luôn đó. Dạ, yeah. Chỉ điều được một cái giá rất là đặc biệt, phải đặt từ trước cái lúc thời Covid á, mà hết Covid á, chị nghĩ là mình sẽ tổ chức cái cuộc diễn hành quốc tế này, cho nên chị đặt book được một cái số lượng phòng rất là tốt với cái giá rất tốt, mà chỉ còn không cho Ngọc Hồ trả tiền đấy. Không, chị đã sponsor cho chương trình tụi em, bánh ít đi, bánh quy phải trở lại, để em muốn chị ủng hộ tinh thần em cũng phải muốn mời chị ở lại. Chị đừng có nghĩ tới cái tiền khách sạn, mà cái Ngọc Hồ nói gì có Huy Đức đi, chị đồng ý liền, không lo, cho nên không sao hết. Có gì năm sáu người mình thức chơi cũng đâu ở đâu, lâu lâu có hai đi mà lên máy bay ngủ chứ đâu có sao lên đâu. Máy bay ngủ cũng được, okay. Nhưng mà không sao đâu, có phòng Huy Đức nha. Dạ, đừng có lo. Như vậy là tất cả quý ông bà anh chị em ở New York hoặc Washington DC hay chỗ nào đó mà có thể lái xe tới cái ngày đó thì có gọi nói chuyện với chị Thu hôm nay, thì có xin chị là sẽ có một cái buổi phỏng vấn sắp xếp để mà phỏng vấn, để mà kêu gọi mọi người tập trung về, tập trung về. Ban tổ chức thì cho biết là đã giống như là trong cái xe hoa gì đó đã là full rồi, nhưng mà mình có thể là tháp tùng mình đi bộ trên cái đoạn đường đó. Bởi vì Huy Đức muốn đi là bởi vì sao? Thứ nhất là ủng hộ trong cái chương trình giữ cái lá cờ vàng, thứ hai là muốn live stream, tức là làm một cái show để cho tất cả những anh chị em trên toàn thế giới thấy, để chúng ta đánh bại những cái dư luận của Cộng sản nó bảo rằng đó là thế giới công nhận cờ đỏ chứ không công nhận cờ vàng. Thì cái mà anh muốn trả lời cho tụi nó, hey, tụi bay thấy không? Trong cái văn hóa mà cả thế giới diễn hành ở New York,
cờ đỏ tụi bay không có mà có cờ vàng. Cái đó là cái mà anh, cái đó là cái anh muốn phải đích thân anh bay tới để làm cái live stream, để mà làm một cái cuộc tường trình cho toàn thể người Việt mình trên toàn thế giới thấy được điều đó. Vì vậy cho nên là of course anh phải đi. Rồi, nhưng mà anh biết không, cái điều mà dạ chị nói. Hồi nãy á, Huy Đức lo là không có phòng, chị Ngọc nói là đã có phòng. Và Huy Đức ơi, chúc mừng Huy Đức, có một cái người khán giả hâm mộ nói là cái tiền vé máy bay đó sẽ tặng cho Huy Đức. Trời ơi. Nhắn vô cái phone của mình, đây là một cái khách hàng VIP và họ wow. không được nói tên. Cho Ngọc Hồ cũng sẽ lặp lại in cái lời nhắn của cô. Cô ấy, cô nói không được nói tên, cái vé này, máy bay sẽ ủng hộ cho Huy Đức. Yeah. Wow, cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà là cảm ơn rất là nhiều là bằng mọi giá. Và bằng mọi giá cái live stream ngày hôm đó phải có. Anh nói thẳng giống như vậy. Tại vì cái đây là mà không phải là một cái mình làm chương trình để câu like câu view gì cả. Mà cái chương trình này là để đập vào mặt cái tụi bò đỏ mà nó cứ nói rằng ơ cờ vàng tụi bay Việt Nam tụi bay không có rồi này nọ. Để cho nó thấy là ở tại đất nước Mỹ mà một cái sự kiện tầm cỡ quốc tế, mấy mươi chục quốc gia và trong đó cái Việt Nam chúng ta là cái lá cờ vàng, là cái biểu tượng chính. Vì vậy cho nên là phải đi. Mà anh biết cái đau và cái nhục nhã của Cộng sản Việt Nam nó nằm ở chỗ nào anh? Là cái chỗ là họ có tiền, họ giàu. Thì chúng ta cũng biết là họ có tiền, họ giàu hơn chúng ta là bởi vì họ cướp của dân. Cho nên họ mới giàu mà họ có. Nhưng mà họ lại không thể nào chen chân vào thay thế được cái chỗ gọi là cái nơi của chúng ta. Cái biểu tượng, cái hình ảnh của cờ vàng ba sọc đỏ mà bây giờ cả thế giới đều ghi nhận. Cho nên là em nói em tiếc là em không đi được, em mà đi được thì chắc chắn cũng sẽ có khán giả ủng hộ cái vé cho em, đúng không? Từ bây giờ cho tới ngày đó Thanh nó ngủ không được đâu chị Ngọc ơi, nóng ruột kìa. Nóng luôn á, thiệt quá. Thật sự Ngọc Hồ cũng rất là vui khi chị Thu nói rồi cái Ngọc Hồ quyết định. Rồi công ty cũng ủng hộ cho Ngọc Hồ, nói đi đi, tụi em ở nhà làm tốt cái công việc lấy order buôn bán cho chị đừng lo. Cho nên Ngọc Hồ nói thôi kệ, tiền thì cũng có thể kiếm được, thì thôi vé máy bay nó cũng không là gì, thôi mình ráng đi. Và mình mình đã có cái lòng mà mình thích đi như vậy, mình muốn bảo vệ vậy, thêm một ngọn cờ nữa cũng tốt. Cho nên thôi Ngọc Hồ quyết định thôi, quyết định trong vòng chưa tới 24 tiếng luôn á. Chị Thu là cái người mà nếu mà chị có coi live stream này, chị sẽ thấy em nói là sự thật hết với mọi người. Và em ủng hộ chị. Mà chị rất chân tình. Chị rất chân tình. Chị nói trên phone rất là dễ thương. Ngọc Hồ nói được, thôi đừng nói gì hết, để em đi chị ha. Rồi Ngọc Hồ cũng đã book luôn rồi. Thì đó, thì trong một cái thời gian rất là bận biểu trong cái mùa sale này, thì ngoài ra sale cho người Việt Nam cũng như sale cho người đại hàng. Và hôm nay thì Ngọc Hồ trưng dọn lại cái tiệm rất là đẹp để mà chào đón cho quý quan khách đến tham quan. Và Ngọc Hồ cũng cảm ơn rất là khách hàng vừa mùa lễ của Weekend vừa rồi đến thăm Ngọc Hồ. Và có nhiều anh chị ở trên San Jose chạy xe xuống, thấy Ngọc Hồ cứ đang buôn bán bận quần áo bình thường, không có make up gì hết, cứ chạy lại ôm xong chụp hình đại đi không sao hết. Chị dễ thương lắm, tôi chụp gì chị không sao hết. Còn cái có một cặp vợ chồng còn vui nữa, em chụp cho anh với lại chị Ngọc Hồ, trời kêu vợ thì đi chụp cho mình với lại chị Ngọc Hồ. Mình nói trời gì kỳ vậy ba, gì kỳ vậy, không thật tình, cái đó thật tình, cái đó thật tình. Nói chung là Ngọc Hồ rất là cảm ơn rất là nhiều. Thì tất cả là mọi vấn đề thì nói chung là business, nhưng mà những cái gì mình nên tế nhị và mình không có lấn, mình cũng có tham lam, hay là mình phải lợi dụng những cái thời điểm đó để mình quảng cáo, thì Ngọc Hồ không có. Thật sự là chắc là Thanh Thanh cũng là cái người chứng minh được cái điều đó với Ngọc Hồ, thật sự là như vậy luôn. Và Thanh Thanh nói em phải bay qua làm live stream với chị tại showroom, thì lúc đó thì cứ qua, cứ làm không sao hết, cứ em cứ giữ vững cái tiếng nói. Và nhiều cái kênh YouTuber mà có một cái ý tưởng như vậy thì chị Ngọc Hồ sẽ ủng hộ. Vậy còn hỏi câu hỏi gì giờ cho bán đi, nay bán có 5 cái combo đặc biệt thôi. Rồi bây giờ chúng ta còn có 2 cái đề tài để đi. Thứ nhất là bây giờ để bán những cái sale trong thời gian tới. Thứ hai là chúng ta sẽ quay sổ số ngày 19. Bây giờ bây giờ đó là bây giờ nói về những cái sale 5 cái 6 cái gì đó. Bây giờ chị nói trước. Bây giờ chị cho em biết cái là Sâm Hoàng Đế là cái ổng
xanh như thế nào. Thì hoàng đế á, thì du biết là hoàng đế là phải đàn ông rồi chứ ai mà đàn bà làm hoàng đế, làm hoàng hậu thôi, đúng không? Hoàng thái hậu thôi chứ đâu có ai làm hoàng đế đâu. Cho nên bây giờ cái xăm hoàng đế đây thì để mình sẽ có năm cái combo đặc biệt cho cái ngày hôm nay, tại vì hôm nay thì lần đầu tiên mà Thanh Thanh lên cái show của chị Ngọc Hồ mà chị mượn sóng của hôm nay để bán hàng. Đó là cái ngày hôm nay là lần đầu tiên coi như là live show bán hàng của Thanh Thanh với chị Ngọc Hồ nha. Cho nên cũng đặc biệt cho quý vị rất là nhiều. Thì Ngọc Hồ cũng biết là Ngọc Hồ nổi tiếng về cái tiên đăng xăm hoang dã. Vừa rồi thì cái tiên đăng xăm hoang dã loại thường 60 đồng á, Ngọc Hồ nói, khách hàng nói là mỗi năm Modern Day, Modern Day chỉ bắt một tặng một, mà sau này năm trời không có. Dạ thưa quý vị, thì thứ nhất là cái tiên đăng con giả hàng mới vô của từng rồi, cho nên hôm nay Ngọc mới đủ số lượng hàng mà bán cho quý vị là với lại hôm nay Thanh Thanh đầu tiên lên clip của chị Ngọc nên chị Ngọc Hồ sẽ bán cái xăm hoang dã loại thường này là quý vị rất là quen rồi. Đây là cái chỗ này ha, là 60 đồng. Bao nhiêu năm nay rồi thì Ngọc Hồ cũng bán 60 đồng, mà hôm nay đặc biệt cái like này á thì bán một tặng một nha, có nghĩa là 60 đồng mua một hộp được tặng một hộp. Đây là cái loại tiên đăng thường. Thì quý vị biết, quý vị đã mua nhiều lắm rồi, cho nên Ngọc Hồ không có nói cái công dụng. Thì xăm lúc nào nó cũng cho mình cái sức lực và cái sức khỏe, và riêng cái xăm này thì mình uống lúc cảm cúm vẫn được, mình bởi vì nó mình phòng chống được đột quỵ nha, chứ không phải là trị đột quỵ. Ngọc Hồ phải nói rõ, như uống cái này thì cái sự đột quỵ của mình đến không có đến giống như đến nhiều với mình, có nghĩa là nó xa hơn, nó ít khi nào đến với mình hơn, thì nó phòng chống cho mình rồi ha. Thì hôm nay đặc biệt á là mua một tặng một. Rồi xong xuôi á thì quý vị mua 300 đô thì Ngọc Hồ sẽ tặng cho quý vị. Mùa này thì quý vị phải đi ra ngoài nhiều và bị dị ứng, thì đây là cái chai dầu mà quý vị có thể dùng, nhất là cho chị em phụ nữ. Điều mình có thể bỏ ra lỗ mũi để mình không có bị hết những cái chất mà mình bị dễ bị dị ứng nhảy mũi, hoặc là mình có thể để trong nội y của mình, thì cái này được tặng nha. Với lại mua 300 thì sẽ được tặng chai dầu như thế này. Thì trị giá cái chai dầu này quý vị cũng biết là 60 đồng, nhưng mà nếu quý vị mua thì Ngọc Hồ cũng bán 60 đồng mua một tặng một, có nghĩa là tặng cho cái phần quà của cái sản phẩm mà được sale. Đó là quà số 1 cái tiên đan ha. Rồi bây giờ tới cái combo xăm vàng. Đây là một cái combo mà quý vị thấy rất là đặc biệt, đó là xăm vàng, là cái hộp như thế này, là cái hộp nó bằng vàng mà Huy Đức đã từng dùng. Quý vị cũng thấy đây ha, thì cái xăm nó như thế này, để Ngọc Hồ để sát ra bên ngoài cho quý vị thấy. Cái hộp xăm vàng là như rồi, ở trong là có cái xăm vàng luôn ha, cái viên nó vàng thì quý vị đã biết rồi. Thì xăm vàng đang sale, thì trên kênh của Ngọc Hồ thì cũng đang sale một tặng một, nhưng mà trên hôm nay thì Ngọc Hồ lại đổi một cái chút xíu, thì ba hộp, cái combo này là ba hộp như thế này, có nghĩa là ba hộp ha. Thì Ngọc Hồ sẽ bán là 999 đồng ha, mà được tặng cái gì? Quý vị sẽ được tặng một cái hộp nhung hô loại Go ha, loại Royal này là loại đặc biệt, cái hãng này chuyên môn để làm nhung hô thôi. Đây là trong cái hộp này nó có 30 gói, và cái hộp đó thì nó có cái hộp nhỏ đâu vậy ta? Hồi nãy em có lấy cái hộp nhỏ không ạ, Duyên em? Cái hộp nhỏ. Thì trong đây nó có 3 hộp nhỏ, thì trong đây là một hộp nó có 30 gói là cái hộp này. Cái hộp nhỏ hồi nãy đâu rồi? Để muốn lấy cho quý vị coi đó mà. Quý vị biết không, Ngọc Hồ có một cái chương trình là đọc báo, thì mỗi lần buổi sáng đọc báo cho quý vị coi thì Ngọc Hồ đã làm những cái xăm mà dùng ăn như thế nào cho quý vị xem nữa đó. Rồi cái hộp này đâu, lấy cái đầu khui ra cho. Để cho Thanh Thanh thấy cái sản phẩm luôn. Wow. Đây, bên trong có 3 hộp ha. Rồi mỗi hộp thì nó có 10 gói ha. Thì cái này á thì dùng cho mùa hè, nhất là mùa hè mình mất sức lực nhiều, nhất là nam nhân hay là nữ nhân mình cũng vậy, thì uống cái nhung hô này làm cho mình đỏ da, sấm thịt, và cái tỷ của mình á, giúp cái tỷ mình sẽ được tốt hơn, không có bị rỗng xương, và giảm đau nhức cũng hay lắm. Rồi, tại vì đó là về cái phần mà nhức xương á, khi mình rỗng xương thì cái xương mình dễ bị lạnh, mà để mình nhức hơn thì uống cái này nó rất là tốt. Đây là cái sản phẩm mà khi mà quý vị mua 3 hộp tiên đan vàng á, thì cái lúc nào tiên đan vàng nó cũng chỉ giá là 600 đi, 599. Thì ví dụ mua 3 hộp thì bây giờ chỉ còn có 999 mà vẫn được tặng cái hộp này nha quý vị ha.
rồi á, tặng cho quý vị nữa, đó là một hũ bột hồng sâm. Đây là cái hũ bột hồng sâm mà buổi sáng Ngọc Hồ hay bỏ vô cà phê nè, hay bỏ vô những cái cho quý vị dùng, thì đây là 60g. Thì cái hũ này là trị giá là 99 đồng ha, và tặng cho quý vị một chai dầu này luôn, cho cái sản phẩm này chỉ có 999 đồng, và tặng cho quý vị một cái bịch kẹo sâm nữa. Đây là một bịch kẹo sâm. Coi như cái combo này á rất là đặc biệt phải không quý vị, có nghĩa là ba hộp tiên đan vàng và một hộp nhung hô, bột sâm và một chai dầu và bịch kẹo là có 999 đồng. Còn nếu mà quý vị mua theo cái kênh bên kia thì nó nằm ở điểm nào, thì nó nằm ở điểm là cũng xe như vậy nhưng mà quý vị phải bỏ ra 1200, bây giờ quý vị còn có 999 đồng thôi. Cho nên cái combo này là đặc biệt là như vậy. Đó là combo số 1 đầu tiên ha. Rồi bây giờ mình bỏ qua. Khoan chị, em có một khán giả hỏi em là nghe chị nói là mua bao nhiêu tiền thì sẽ được một cái vé dự ca nhạc đó, thì không biết cái combo này thì có được hay không, hay là dạ, tại vì tặng nhiều quà quá rồi chị? Dạ thưa chị, khi chị đến, chị ở tiểu bang khác, chị đến, chị đã gì công ty đã đến với công ty rồi, Ngọc Hồ vẫn sẵn sàng tặng vé. Tại vì trên 1599 đồng đã được tặng một vé rồi. Bởi vì quý vị mà đi coi ca nhạc hay một coi một chương trình gì đó thì quý vị cũng phải tốn mấy chục đồng bạc. Tại vì cái phần ăn của quý vị được Ngọc Hồ mời á, là một cái phần ăn đặc biệt, một cái bàn cũng được trị giá 400-500 đô. Tại vì có tôm hùm, có đầy đủ, đó là cái tiệc đám cưới rồi. Rồi quý vị cũng được thưởng thức ca nhạc nữa, rồi thưởng thức vui chơi chung với lại những cái người mình yêu thích nữa. Đó là Ngọc Hồ vẫn tặng, đó là vẫn giữ cái tư tưởng là 599 đồng được tặng một vé. Có một cái chị khách hàng mua 1400 tặng hai vé, mà chị nói cho tôi vé VIP được không, thì lúc đó cái thời điểm đó thì còn giá VIP nha, vé VIP. Còn bây giờ vé thường thôi, vé thường nó chỉ không có rượu và ngồi hơi xa chút xíu, xa cũng không xa nhiều đâu. Thì cái nhà hàng đó thì quý vị cũng biết là Ngọc Hồ đã đãi cho Trương Quốc Quy rồi đó, cái nhà hàng đó đó, chính cái tên nhà hàng đó luôn. Cho nên quý vị không có phải lo, đến được là Ngọc Hồ mừng lắm rồi ha. Rồi bây giờ á, thì trong cái ngày hôm nay thì Ngọc Hồ cũng mới nhận được cái sản phẩm đó là tiên dược, cái loại sâm mà có xạ hương. Thì quý vị biết là trên cái thế giới này nó có 3 loại hương mà thế giới công nhận, đó là thứ nhất là xạ hương, thứ hai là trầm hương, và thứ ba là Long Diên Hương. Thì quý vị biết Long Diên Hương không? Thì Long Diên Hương là cái gì? Là cái bộ phận trong con cá voi, trong bộ phận tiêu hóa con cá voi họ lấy ra. Thì cái bởi vì mới gọi là tiên Long Dương, tại vì thì con cá nó nằm ở dưới biển á, cho nên ta dùng là diên, tiên diên Long Dương là như vậy. Và diên Long Hương thì cho nên á, thì cái loại này á, thì Ngọc Hồ đã nói là trong cái loại dược thảo này á, cái loại mà 1200 đó, nó có xạ hương. Cái thứ nhất là có xạ hương. Cho nên cái xạ hương thì quý vị biết không, thì nó đánh thức 12 dây thần kinh, khi mà mình bị ngất liệm đi là có viên này vô là tỉnh liền. Đó là cái viên thuốc này. Thì có xạ hương. Thì hơn với cái người bên sâm vàng này á, là hơn bên đây thì không có xạ hương, mà cái sâm nó ít tuổi hơn. Và bên đây thì từ 60 lên đến 600 cho đến 1200, thì ba cái sản phẩm này là Ngọc Hồ đã nổi tiếng rồi. Và quý vị biết là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà Ngọc Hồ mới vô được có 40 hộp thôi. Cứ có nghĩa là cái đợt Tết cho đến giờ họ mới còn lại cái sản phẩm thì họ làm được 40 hộp. Thì hôm nay thông báo với quý vị, có nếu quý vị nào có nhu cầu mà mình cần thì gọi cho Ngọc Hồ nha. Cái này là sự thật luôn. Thì có một cái người khách đã 90 tuổi rồi, họ dùng á thì họ đã liệm đi và họ đã tỉnh dậy sau khi cái viên thuốc, dùng cái viên thuốc sâm này. Đó là Ngọc Hồ, đó là khách hàng chia sẻ luôn. Dạ. Nhưng mà cái này thì nó cũng hiếm á, nó quý, cho nên Ngọc Hồ không có bán lẻ từng viên, cho nên cũng bán nguyên hộp. Có hôm nào Ngọc Hồ khui ra đó thì Ngọc Hồ dùng, lâu lâu mình dùng viên thì cũng có. Dạ, thì cái đó là có dùng, cho nên thì lúc nào có thì bữa bán lẻ, không có thì thường thường cũng không bán lẻ. Dạ. Thì cái hộp này thì hôm nay Ngọc Hồ á, là trước giờ Ngọc Hồ bán là 1199 đồng, thì bây giờ còn bán là 1100 đồng. Thì ở đây thì mình sẽ tặng được là 5 hộp tiên đan thường. Loại này có nghĩa là mua một hộp này sẽ được tặng 5 hộp tiên đan thường ha. Rồi trong đó mình sẽ được tặng một cái hộp chiên sen berry. Vì vừa rồi Ngọc Hồ có bán cái chiên sen berry này, hàng năm thì Ngọc Hồ đã nổi tiếng những cái sản phẩm này là gì,
trị tiểu đường nha quý vị. Quý vị nào đang bị tiểu đường hãy uống thử đi, sẽ có một cái hiệu nghiệm rất là đặc biệt. Và một cái người khách mới vừa trước đó gọi cho Ngọc Hồ, và nhiều người đã, khi mà Ngọc Hồ có sản phẩm này lại thì nhiều người đã lên để mua cái sản phẩm này. Thì khi mà mình mua cái xâm dược này thì quý vị sẽ được tặng 5 hộp tiên đan thường ở đầu đó, và được tặng một hộp này ha, và được tặng một hộp hồng xâm bột, và một hũ xâm lát 100g ha, một hũ xâm lát 100g. À đây, cái loại là một hũ bạch xâm lát 100g ở trong đây ha. Rồi. Rồi cái gì nữa? Tặng một chai dầu romantic này nữa. Có nghĩa là khi bác quý vị mua cái phần này thì quý vị được hai cái vé. Được hai cái vé của chương trình. Và quý vị hãy có cái sản phẩm này và luôn có tiên đan thường để quý vị để dùng hàng ngày để cho quý vị khỏe nữa. Nha. Yeah. À rồi, còn cái sản phẩm số kế tiếp đó là cái combo số 3. Đây, bây giờ tới cái sâm mà Huy Đức nãy giờ thắc mắc, đó là sâm hoàng đế. Yes. Đây, bây giờ mới lùa nó qua đây. Đây là cái sâm hoàng đế. Đi hàng năm á, thì cái sâm hoàng đế á, nó từ nhân sâm trắng ha, thì nó mới lực lên men. Thì cái hộp nó là như vậy. Đây là cái hộp nguyên dạng. Và mình phải mở ra và kéo cái hũ nó ra như vậy. Wow. Đây là cái hũ sâm hoàng đế. Và dùng cái muỗng gỗ và bằng cái nắp ra thì mình dùng cái cao cốt. Quý vị có thể dứt một chút xíu, quý vị có thể làm trà ít thôi, và nếu mà quý vị uống đậm đặc một muỗng thì nó thành cái mình uống một cái sâm. Và cái này thì quý vị biết không, thì rất tốt cho những cái người đang về cái yếu cái đường tiêu hóa, rất tốt cho đường tiêu hóa, ăn thì rất là dễ tiêu, và sau khi mình ăn mình có thể dùng cái ly trà sâm nóng này để cho mà được khỏe hơn và tăng cái sinh lực ha. Đó là hoặc là có khách mình lấy ra mình làm một trà để khách cũng được. Thì cái sản phẩm này thì hôm nay á, là cái sản phẩm này Ngọc Hồ á, là cái giá của cái sản phẩm này là 279, chứ hàng năm nào nó cũng giống nhau hết. Tại vì đến năm đến mùa hè thì Ngọc Hồ bán cái này, giờ với từ năm ngoái thì cái hũ nó làm đến 1.200g á, nó nhiều quá, cho nên kỳ này thì mình làm cho cái hũ nhỏ hơn, nó đẹp hơn. Và cái này thì là 279 đồng, mà sale chỉ còn có 199 đồng thôi cho 500g nha. Yeah. Yeah, that's big sale chị. Sale yeah, lớn lắm á. Tại vì biết sao sale không? Để lấy tiền làm tiệc, pha đồ đen. Ok, không, cái này Ngọc Hồ cũng muốn, với là tại vì qua mùa lễ này thì cái này sẽ không có bán trở lại nữa, tại vì những cái mùa lễ thì Ngọc Hồ phải quy tụ những cái hàng gì mà mới để mà làm cho quý vị ha. Thì ở đây thì mình sẽ được tặng một, mua cái hộp này nha, 279, còn 199, không có ngừng ở đó đâu, sẽ tặng cho một quý vị là một hộp trà bông sâm. Wow. Trà bông sâm để chi? Uống trị tiểu đường. Cái trà bông sâm này uống hàng ngày luôn. Uống, có nhiều quý vị không có thích uống cái cao cốt, cái ginseng berry này, thì nó rất là đắng cho người tiểu đường cấp 2. Nếu quý vị đang uống cái bị tiểu đường thì uống cái hộp hồi nãy ha. Còn bình thường này mình uống cái trà. Đây là cái hộp trà được 20 gói. Cũng của công ty chuyên xem body Khang làm cái trà này, một hộp có 20 gói, thì mua cái này sẽ được tặng cái hộp trà này rất là đặc biệt. Rồi, được tặng cho quý vị một bịch kẹo như vậy là 199 đồng. Đây là cái sản phẩm, cái combo này là combo số 3. Bây giờ combo số 4 đó là, đây là combo số 4 thì nó rất là đặc biệt nha. Đây, để dọn bớt xuống nha. Thanh ơi, anh thấy chị bán mà chị cho kiểu này, không biết bạn còn tiền. Không còn tiền để tổ chức tiệc không? Không phải đâu. Một bán để kiếm khách hàng mới để cho sức khỏe cho quý vị. Wow, này cái chuyện mà làm tiệc á, Ngọc Hồ đã chuẩn bị một cái ngân sách riêng rồi. Hôm nay lên mà không bán được thì kiếm được đồng nào hay đồng đó mới mua vé đi New York ủng hộ. Chứ nãy giờ cứ ngồi mà thấy bán cái kiểu đó mà on sale là cho quà thôi, chứ là không biết còn tiền để mà không, làm. Tại vì công ty mình lớn, mình có những cái deal. Khi mà đến công ty á, khi mà những cái sale này á, giống như cái hũ hoàng đế này 199 đồng, quý vị mua mà được á, bây giờ quý vị phải chuẩn bị một cái số hàng, phải có order nhiều để quán ba qua mùa thì thôi, mình không có ấy nữa, cho nên đó khi nó đến mùa lễ nó cũng phải xô những cái sale lớn cho mình á, thì mình phải lấy liền để mình bán cho khán giả. Chứ còn bình thường á, khi mà nó trở lại bình thường không dễ gì mua. Cho nên kỳ này á, Thanh mà qua đây á, mình có một cái sản phẩm rất là đặc biệt dành cho phái đẹp của Thanh, rất là bất ngờ, sẽ không ngờ được. Khi mà Thanh qua đây có thấy một cái sản phẩm đó là rất là tuyệt vời. Hơi ganh tị nha.
Sao hai đứa em đi qua mà chỉ có là sản phẩm cho Thanh Thanh mà không có sản phẩm cho Quy Đức? Thanh Thanh mình từ ơi, trước giờ vậy. Chưa có, tại vì Thanh Thanh là con đẹp. Mà các chị em phụ nữ rất thích cái sản phẩm này luôn. Cho nên sẽ có một cái sản phẩm mà rất là đặc biệt mà Ngọc Hồ được họ đưa cho mình để bán quảng cáo luôn. Bán quảng cáo cũng như là bán rẻ nhất để cho quý vị xài thử, để mà lấy được cái sự tác dụng á cho nó tốt hơn. Thôi giờ đến combo số 4 nha. Bây giờ nè, cái này mới là đặc biệt nè. Ba hộp tiên long đan. Thì tiên long đan là cái gì? Là cái hộp này. Là nó hồi xưa nó là từ trong cái to thuốc của Mỹ Nhân Đan. Xạ hương là hộp tiên long đan á là của KNG, là Korean Natural Ginseng. Khoan để anh ghi xuống. Từ cái sâm hoang dã. Nhớ là cái tiên long đan này từ sâm hoang dã kết hợp với trầm hương. Đây là kết hợp với trầm hương ha, là agarwood ha. Rồi, đây là ok một cái em, phẩm còn gì nữa không? Sâm hoang dã kết hợp với trầm hương. Mà nếu mà quý vị hôm còn, nay mà mua còn ba gì hộp nữa, á, còn gì nữa không? Còn lấy muốn lấy hộp gì nữa không? Quý vị mua ba hộp này á thì á quý vị sẽ được là cái giá là bình thường á cái giá là 179 đồng, ba hộp là 537 đồng, mà hôm nay quý vị mua ba hộp chỉ có nhiêu 229 đồng. Wow. Xe quá trời. Có nhiều người thích cái sản phẩm này, nói là khi ăn thì họ ngủ rất ngon, tại vì sâm hoang dã làm mát gan, cơ thể thải độc và đồng công rồi có một chuyện đó gì làm cho họ ngủ sâu hơn, đó là tại vì có trầm hương. Sâm hoang dã cộng với trầm hương. Khi mà quý vị mua ba hộp này, cái combo số 4 nha quý vị, mua ba hộp này chỉ còn giá là 299 đồng. Đây là cái sản phẩm mà Ngọc Hồ cũng mới được đấu giá, họ giao cho học bán ngày Father Day, cho đến đến cái ngày sát hôm nay mới được sale. Chứ trước đó thì mình không được sale, bớt thứ 50 đồng nó cũng là quan trọng. Bữa trước thì bán cái giá đó 179 hai hộp, mà bây giờ 229 mà được ba hộp, có nghĩa là từng ngày họ phải làm việc với họ thì họ mới cho mình một cái giá deal tốt nhất để đưa đến quý vị khách hàng. Cho nên Ngọc Hồ nói gì xong thì Ngọc Hồ có rất là nhiều, nếu mà quay hôm nay là quay hết thì cũng có, cho nên chỉ bán những cái món hàng mà Ngọc Hồ deal được rẻ ha. Đó là tiên long đan, là sâm hoang dã cộng trầm hương giúp ngủ ngon và mát gan và thải độc cho quý vị ha. Đó là chị uống cái đó ngủ dữ lắm, uống cái đó ngủ cả đêm, ngủ 8 tiếng. Nhớ là cái hộp đó nó có cái củ sâm rõ ràng nha quý vị ha. Đây là có một loại rồi, có trầm hương ở trong đó. Ngủ mà ngủ mắt mình bụp luôn á, ngủ phải nói là ngủ khủng khiếp luôn. Bây giờ sản phẩm số 5. Mà quý vị mua ba hộp được tặng bịch kẹo luôn nha, 229 đồng cho ba hộp. Sale rất là đặc biệt. Ngọc Hồ sale tới ngày 15 thôi nha quý vị, tới ngày đó nó đóng sổ rồi. Đáng lẽ lên mấy cái sản phẩm trước kia đó thì nói là ngày 18, nhưng mà cái sản phẩm này mình deal được cái giá rẻ hơn, được mọi thứ được 20 nữa, cho nên Ngọc Hồ rất là mừng, cho nên Ngọc Hồ cũng sale cho quý vị luôn. Cho nên bây giờ là ba hộp là có 229 đồng cho tiên long đan ha, là sâm hoang dã cộng với trầm hương, là được tặng kẹo. Đó là cái combo số 4. Bây giờ tới combo số 5. Đây là combo phát 5. Riêng cái sản phẩm này là sản phẩm trầm hương cộng với tất cả các thảo quý do Dr. Kim. Ông Dr. Kim là một trong những cái ông đang sáng giá và song song đang cạnh tranh với ông Dr. Han ở Đại Hàn. Hai ông đông y này rất là nổi tiếng và được hãng xâm, được cái hãng thuốc mà rối loạn tiền đình á, với lại quý vị hay đòi mua cái rối loạn tiền đình á, thì đây là một cái hãng đã mua cái công thức của ông Dr. Kim này về cái xâm, không phải này cái xâm, đây là trầm hương cộng với tất cả các dược thảo nha. Hồi nãy là khác, nhớ rõ ha quý vị ha. Thì đây là quý vị nào đang mất ngủ nha, ăn dừng hết một hộp là giấc ngủ sẽ có trở lại, và phải chịu khó ăn mỗi ngày một viên. Đây là phần trầm hương, đây là sâm trầm hương của Dr. Kim. Thì trong đây nó có tất cả những cái thành phần như thế nào họ ghi rất là rõ. Đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Và quý vị mua cái hộp này thì bao nhiêu, đúng không? Thì đây là một cái tiên kim, gọi là kim á, tại vì kim bắt đầu là chữ, ông là bắt đầu Dr. Kim cho nên mình lấy là chữ kim ha, mình dịch là chữ kim. Ở đây là trầm hương cho nên mình sẽ lấy chữ hương, chữ hăng nè là hương nè, chữ này là chữ hương nè, còn á chữ quân là chữ đan, là cái tiên đan á, cho nên mình sẽ kêu là kim hương đan nha quý vị. Cái hộp này là 280 đô, sẽ tặng cho quý vị cái gì, quý vị sẽ tặng cho quý vị cái hộp này. Quý vị biết trị giá, quý vị nào đang tiểu đường nên mua cái sản phẩm này, Ngọc Hồ bảo đảm luôn, nhất là quý ông nha, rất là tốt cho cái berry, là rất là tốt ha. Thì mua hộp này 280, thì với lại cái hộp này 249, với lại một hũ sâm hoàng đế. Đây nguyên, đây là nguyên cái combo này nè, nguyên cái combo số 5 nha quý vị.
một cái này, một cái hộp này, một cái hộp này chỉ có 499 đồng thôi. Wow. Có nghĩa là phải giới hạn, có nghĩa là quý vị chỉ mua được một phần, hai phần, chứ không có thể nào mua có nhiều sẽ người sẽ mua cái combo này rất nhiều. Ngọc Hồ biết luôn, tại vì cái combo này vô Ngọc Hồ vô nó cũng không có nhiều ha. Thì hôm nay chị mình chỉ bán có 5 cái combo như vậy thôi, tại vì những cái sản phẩm mới cho quý vị. Nếu quý vị nào mất ngủ hãy nhớ tới sản phẩm cái sản phẩm kim hương đen để trị mất ngủ cho mình và tiểu đường, và dùng xăm bàn đế để cho tốt cho hệ tiêu hóa. Đây là cái combo mà 499 đồng đã gửi đến quý vị. Và hôm nay thì hết rồi, nhiều đó thôi. Tại vì nó nếu mà nói nó còn nhiều dữ lắm. Giống như là mình cũng có xăm lét mà để ngâm rượu như thế này, để quý vị đã từng biết á, là cái xăm lát mà ngâm rượu cũng như là xăm mà ngâm rượu, để làm một cái bài báo mà bác sĩ mới vừa nói của người đại hàng nha. Uống xăm ngâm rượu giảm đau khớp rất là nhiều luôn. Quý vị nào mà tối mà đau khớp hãy dùng thử đi. Uống rượu vô tối nó cũng ấm áp mà rất là tốt luôn. Ok. Thì bây giờ á, nó không phải là ngừng ở tới đó nha. Thì cái khúc này thì Ngọc Hồ cũng nói, nếu quý vị mua 2.099 đồng, 2.099 đồng ha, thì quý vị sẽ được tặng cái gì? Một cái hồng xăm lát. Hồng xăm lát. Tặng cho quý vị một cái hộp hồng xăm lát. Đây, loại trong này. Bởi vì quý vị phải mua 2.099 đồng mới được ha. Tặng cho quý vị hộp xăm lát. Đây là hộp xăm lát thì đựng ngâm rượu này. Ngọc Hồ đã ngâm rượu như thế này. Đây là hồng xăm lát, ở bên trong nó như thế này, nó thái lát ra từng miếng, đây là gọi là hồng xăm cao ly mà thái lát cho quý vị, là như thế này, đặc biệt không? Rất là đặc biệt, rất là ngon ha. Quý vị mua cái này, mua trên một cái tổng cái giá trị bill của mình á, trị giá là 2.099 đồng thì quý vị sẽ được tặng cái hộp này ha, là một hộp và một cái hộp xăm lát tẩm mật ong 6 tuổi. Đây, quý vị có biết là mật ong sáu là tẩm xăm lát mà tẩm mật ong 6 tuổi là cái hộp này quý vị sẽ thấy lạ lắm. Tại vì xăm lát tẩm mật ong thường thường cái hộp nó bự thiệt bự đúng không? Là có 10 hộp nhỏ ở trong đó, nhưng mà kỳ này thì có 6 hộp thôi. Tại vì đây là một cái loại xăm gô và được chứng nhận 6 năm. Và đây là cái hãng chuyên làm xăm lát nổi tiếng. Cho nên kỳ này Ngọc Hồ lấy cái sản phẩm này tặng cho quý vị nha. Quý vị ăn rồi so sánh những cái xăm lát mà quý vị đã mua, những cái hãng mà đang sale 45 đồng của Ngọc Hồ nha. Về hãy so sánh, quý vị dùng xăm á, quý vị cái hãy thưởng thức mà hãy so sánh. Đây là cái này là sản phẩm tặng thôi đó, sản phẩm vô hàng mới mà hàng nổi tiếng để tặng cho quý vị ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Hà thủ ô đỏ. Hà thủ ô nó có hai loại, một loại là trắng và một loại là đỏ nha. Một loại là trắng và một loại đỏ. Đây là cái hà thủ ô đỏ. Hà thủ ô để dùng để làm gì? Để cho quý vị uống không rụng tóc và tóc mình nó được đen. Nhớ nha, ở đây nó có 3 hũ luôn. Đây là một cái hộp và hà thủ ô. Là quý vị được tặng một cái hộp hà thủ ô này nữa. Rồi, được tặng cái gì nữa? Uống cái này mỗi ngày 20 viên cho đến 30 viên nha quý vị ha. Để tặng thêm. Ồ, nếu quý vị đó là những cái quý vị mà đang mua 2.029 đồng sẽ được tặng như vậy ha. Rồi bây giờ trong cái sale nó đã rẻ rồi mà bây giờ được tặng mua, nếu mà quý vị mua cho Ngọc Hồ được 2.099 thì được tặng thêm những cái sản phẩm này. Và nếu quý vị không chọn những cái sản phẩm mà tổng giá trị bill mà quý vị chọn trầm hương thì Ngọc Hồ sẽ tặng cho quý vị. Ngọc Hồ chỉ có 10 dòng trầm hương của công ty sản phẩm trầm hương này tặng cho Ngọc Hồ. Và đây là họ nói đây là cái trầm hương của Mã Lai không, thì nó nằm ở mức độ là thơm trung bình chứ không phải là loại tốt nhất nha, nhưng mà bảo đảm đây là trầm hương hoang dã để họ tới họ để làm ra cái thuốc này, cho nên họ đã tiện ra làm những cái dòng 100, một chuỗi hàng 108 như thế này. Đây là cái loại trầm hương bảo đảm với quý vị mở cái hộp trầm hương ra rất là thơm. Cái này chỉ tặng không bán hiện bây giờ trị giá của sản phẩm này chỉ có 499 đồng. Nhưng mà nếu quý vị không lấy những cái sản phẩm này, quý vị sẽ lấy cái trầm hương. Và đây bảo đảm trầm hương 100% do hãng của những ông bác sĩ này đưa cho Ngọc Hồ để chứng minh được cái điều đó. Ngọc Hồ chỉ có 10 hũ thôi để trưng đây chơi để cho bán cái sản phẩm. Nhưng mà quý vị không lấy những cái phần tặng thì Ngọc Hồ sẽ tặng cho quý vị cái dòng trầm hương này. Khi mà quý vị mở ra đó là Ngọc Hồ sẽ nói đây là của Malaysia ha. Đây là hạt 6 ly 108 hộp. Đây là cái nước... cái đường mà cái chỉ mà nó chạy vô đó, gọi là trầm hương tóc. Người ta nói sao Ngọc Hồ phải nói y chang như vậy, không có được nói sai. Và cái mùi hương á
rất là nhẹ và thơm trung bình và thơm vĩnh viễn nha. Đây là cái hũ để đựng luôn cái sản phẩm để quý vị khỏi khi quý vị về mà mở ra đó là quý vị sẽ thấy được cái mùi hương giống như Ngọc Hồ nói. Đây là trầm hương thiệt thiên nhiên, gọi là ổng mấy ổng còn dùng là giữ quan giả, coi như là trầm hương quan giả, cho nên nó chỉ có những cái hạt nhỏ như vậy thôi. Thì người đại hàng cũng là đạo Công giáo hay đạo Phật họ cũng dùng cái dòng này để đeo trên cổ, cho nên Ngọc Hồ chỉ có 10 cái thôi. Mà cái này là phải nói rõ ràng, 10 cái này làm quà tặng cho quý vị mua 2099 đồng chứ không phải là Ngọc Hồ bán. Đó là như vậy, chỉ có 10 hũ thôi. Rồi bây giờ tới đây hết rồi. Hết rồi phải không? Bây giờ chị bán hết đó thôi. Bây giờ chị hết rồi. Ok, bây giờ chị hết rồi, tới phiên em. Vừa nhận được một cú phone từ Việt Nam gọi qua, anh Quy Đức nói chị Ngọc Hồ giữ giùm cho em một cái hộp xạ hương, xăm xạ hương gì đó, cái hũ, cái hộp xăm dạ xạ hương gì đó. Em đi kia này vô được 40 hộp. Chị giữ. Ngọc Hồ nói luôn, có một cái anh khách ở bên Việt Nam tên là gì ta? Tên là gì á, có gửi cho Huy Đức 50 đô và Ngọc đã hồi đã nhận rồi, để bữa đó Ngọc Hồ đưa cho Huy Đức luôn. Ở bên Việt Nam. Anh này là để có ghi tên, để lấy lại cái miếng giấy ra phải ghi coi, nói phải nhớ nữa. Sướng Thanh, quá ta. Thanh biết sao không? Anh đâu có, tự vì Wilson xui đó, mới là chỉ cho anh là... Ê, đừng mở ra, nó còn niêm phong đó nha. Lấy xăm ngâm rượu. Uh-huh. Anh đâu có biết là... Của anh Khuyến, anh Khuyến gửi 50 đô. Và một cái cô khách hàng nữa đó là cô Hương gửi cho anh Huy Đức trong cái bao lì xì không biết cái gì. Còn cái anh kia gửi 50 đô qua đây cho Ngọc Hồ. Wow. Thì Ngọc Hồ tiền Việt Nam gửi vô luôn đó nha. Trời. Wow, dữ vậy. Wow, trời ơi, tấm lòng. Anh Khuyến nha, cảm ơn anh. Dạ. Khuyến. Cảm ơn anh Khuyến rất là nhiều. Anh Khuyến mà từ Việt Nam mà gửi quà cho Huy Đức qua tới bên này. Xong rồi đó thì anh mới nghe Wilson xui chỉ là nói rằng là cái xăm lát mà ngâm rượu nó rất là tốt. Thì hồi sáng nay anh đi chợ, anh đi ra Costco thì anh coi cái chai vodka đó nó quá mắc đi, tới 60 mấy đồng. Thì tình cờ coi cái chai thật khi là của Mễ này đó, nó chỉ có 3 mấy đồng à. Đó là cái xăm lát nó còn có đâu chút xíu. Cái này là hồi cả một năm trước còn cứ lâu lâu ngậm miếng bỏ vô ngâm. Tự nhiên chị Ngọc Hồ tự nhiên chị Ngọc Hồ đưa lên cái xăm tự nhiên anh tắt cười thôi vậy. Rồi bây giờ tới bây giờ phần của em nè, tới phần của Huy Đức là em. Yes. order một cái hộp xăm mà cho tiểu đường, cái tattoo đó hồi nãy chị nói đó, chị làm ơn giữ cho em một cái hộp đó với một hộp trà tiểu đường luôn, với là một cái hộp xăm lát, tại vì cái này nó ít quá, nó còn không ít đủ. Quá nó không có đủ, tức là phải thêm để mà ngâm. Anh uống cái đó là anh toàn là uống vodka không, là anh uống rượu chứ anh không phải uống xăm. Yeah, thành ra bây giờ phải có thêm. Mà cái này nó cho đau nhức em, nó cho đau nhức, nó cho khớp rồi này nọ, tức là ngâm cho bà xã uống để coi thử là mấy cái khớp của bà nó có ok. Mấy cái khớp lắm, tốt lắm luôn. Khách hàng nói đó, khách hàng chỉ cho Ngọc Hồ dùng cái cách này luôn á nha, chứ không phải Ngọc Hồ biết bà ngâm vô đâu. Và thật sự là như vậy luôn. Khi mình giới thiệu thì người khác cũng công nhận là như vậy, cũng như là nhiều, tại vì nhiều khi mỗi người có cái cách để dùng khác nhau, thì Ngọc Hồ cũng tiếp nhận những cái khách hàng chỉ cho Ngọc Hồ nên Ngọc Hồ mới biết. Thành ra đó là bây giờ cái order của em đó là một cái hộp xăm mà trị bệnh tiểu đường đó, cái hộp hồi nãy chị nói đó, với là trà xăm. Ok, rồi chị giữ cho đứa em ở bên Việt Nam đó là một cái hộp xạ hương. Thì làm sao tới ngày em qua đó là em hoặc là phải thanh toán tiền trước. Rồi bây giờ xong cái phần quảng cáo, xong cái phần mà file 5 cái combo đó, thì Thanh có câu hỏi gì nữa không em? Dạ không anh, thì em chỉ nói là mời tất cả quý vị nếu có những cái gì thắc mắc, thì từ nãy giờ đương nhiên là chị Ngọc Hồ nói cái sản phẩm chỉ là một thôi, nhưng mà quà tặng rất là nhiều. Cho nên là đây là cái cơ hội mà nếu quý vị thứ nhất mua được hàng rẻ, cái thứ hai mà rất là nhiều những quà tặng. Ngoài ra thì nếu quý vị ở Mỹ lại có những cái vé để mà quý vị có thể tham dự trong cái ngày lễ cha của mình, đó là cái ngày 18 tháng 6 nữa. Ok. Lấy nguyên cái set 2000 mấy hết toàn bộ luôn phải không? Dạ. Ok. Dạ, rồi.
Rồi, rồi ok em. Khách hàng nói là lấy nguyên một cái set 2000 mấy đó, tất cả những cái hộp gì mà hồi nãy chị nói đây, chị giữ cái set đó lại dùm cho đứa em ở bên Việt Nam. Thì tất cả những cái combo bà tặng á thì Ngọc Hồ cũng xin sẽ gửi cho quý vị biết lát nữa. Quý vị biết là Ngọc Hồ trong mỗi cái combo đã bán xong được có quà tặng thì mình chỉ lấy tổng luôn cái bill, có nghĩa là mua được tặng rồi trên cái sản phẩm từng cái combo và tổng là giá trị bill thì được tặng được cái sản phẩm này. Thì quý vị có cái nhiều cách lựa chọn. Quý vị được tặng những cái sản phẩm cho tổng trị giá của 2099 đồng. Ngoài ra thì quý vị có thể đổi lấy cái vòng trầm hương. Thì Ngọc Hồ có 10 vòng trầm hương của công ty của Dr. Kim tặng cho Ngọc Hồ. Thật sự ông biết ở đâu ông có, ông chỉ nói là cái này của Mã Lai và mùi thơm vĩnh viễn, nó ở mùi thơm ở dạng trung và bảo đảm lòng trung thực của ông nói là đúng. Ông nói ông không nói sai. Nếu mà quý vị về mở ra mà quý vị cảm nhận và cảm chứng cho Ngọc Hồ, chứ Ngọc Hồ không biết về cầm. Nha. Mình không biết, mình chỉ lời của ổng truyền đạt và ổng tặng cho quý vị, tặng cho Ngọc Hồ để Ngọc Hồ đi hiểu được trầm, tại vì ổng hỏi có biết trầm không thì quý vị biết không. Thì cho nên Ngọc Hồ nói thôi bây giờ Ngọc Hồ cũng mượn hoa kính Phật cũng tặng lại cho quý vị. Nếu quý vị mà muốn mua không lấy mấy cái quà tặng cho cái sản phẩm này thì quý vị sẽ được cái hũ trầm đó. Vậy quý vị về mở ra mà quý vị cảm nhận được giống như lời của Ngọc Hồ nói hôm nay. Dạ. Vậy thì cho cái em cái câu hỏi là tất cả mà quý khán giả order ngày hôm nay đó thì cái số phone vẫn bỏ vào để trong cái sổ số ngày 19 đúng không thưa chị? Trời, nãy giờ cameraman không bỏ số phone lên dùm. Em có bỏ anh Huy Đức có đấy. Em có đã bỏ số phone. Thì số điện thoại là 714-340-9598. Còn không á thì quý vị gọi vô, mà cái đường line nó bận thì khi người ta sẽ send cho quý vị cái text message thì cái message đó có gọi đi nhiều cái số khác thì quý vị gọi vô mấy cái số đó cũng có người khác bóc. Và bây giờ thì tắt khói rồi. Ở trên của màn hình mua giùm Ngọc Hồ là Ngọc Hồ cảm ơn rất nhiều. Ở trên màn hình nó có hai số phone mà Huy Đức bỏ cái link vàng đó, quý vị thấy số phone 714-617-7177 hoặc là số phone 714-340-9598. Nếu mà quý vị gọi vào mà đường line đang bận thì để lại message, cái công ty nhân viên công ty sẽ phải gọi lại cho quý vị, không sao cả. Rồi bây giờ trả lời cái câu hỏi là ngày trước đây chúng ta sổ số thì chưa có người trúng cái máy nước Kangen. Rồi bây giờ đó là chúng ta kể như là chuẩn bị cho ngày 19, tức là ngày 19 đó buổi sáng đó chúng ta đi tham dự. Những cái người nào mà về California có thể tham dự cái lễ ngày 19 tháng 6, lễ quân lực ngày 19 tháng 6. Buổi chiều vào lúc 3 giờ chúng ta quay sổ số. Dạ thưa, bây giờ cho xin Ngọc Hồ xin nói tiếp cái chương trình ngày 19 thì tối sao? Ủa sao rồi? Nghe được không? Thấy được không? Nghe được, nghe được, thấy được. Dạ, dạ. Thì cái ngày 19 á, tối 6 giờ, Huy Đức là sẽ là cái người trực tiếp làm cái chương trình bốc thăm đó và bốc ra cái số phone, chính ngay số phone của quý vị. Quý vị mua từ hôm tháng 4 đến bây giờ mà trong đó tháng 4 đến 5 quý vị cũng mua là 3 cái bill. Thì 3 cái bill đó đại diện cho 3 cái miếng vé phone của quý vị được in bỏ vô thùng và bốc ra. Kỳ này chắc định là phải 4 giải đều có người trúng hết. Không có một cái giải nào không có người trúng. Chỉ có là ai được đặc biệt, ai được hạng nhất, ai được hạng nhì và ai được hạng ba mà thôi. Cho nên kỳ này thì không biết là quý vị có yêu cầu gì, Huy Đức sẽ làm cái chương trình này cho Ngọc Hồ. Vậy thì mới nói là quý vị có yêu cầu một cái nghệ sĩ hay ca sĩ nào để cùng với Huy Đức để làm cái chương trình cho nó vui không? Thì quý vị cứ yêu cầu, Ngọc Hồ sẽ cố gắng mời. Thế quý vị thích cải lương hay quý vị thích cái nhạc nào hay là cái gì đó. Mà không biết là Thanh Thanh có ở lại cái bữa đó không à? Dạ, thưa không rồi chứ. Chủ nhật thì em lại có show đó rồi, cho nên em phải bay gấp về trở lại. Tức là buổi sáng chủ nhật, buổi sáng 19 là Thanh Anh phải bay về để mà bay đi show. Ok, không sao hết. Rồi, bây giờ cái thể lệ mà để mà chúng ta cái cách mà bốc thăm đó không có quay số như lần trước mà viết ra cái số phone, viết thẳng cái số phone luôn, hễ mà thò tay vô bốc là trúng chứ không có chặt được. Giống như năm ngoái đó, giống như năm ngoái cái Father Day y chang vậy đó, bốc vậy đó. Tại vì cái bữa mai này đây Ngọc Hồ muốn đổi lại cái cách đó, biết là không ai trúng hết. Khó quá. Đó, không có cái trên 1/1 triệu, dạ 1/1 triệu. Anh thấy bởi vì mới nói gì? Không sao hết. Ngọc Hồ đổi cái lần thôi à? Dạ. Bởi vì mới nói chị Ngọc Hồ bây giờ cứ bỏ số phone đi, cứ viết giấy là cái phone mà khách hàng họ mua đó, cái số phone của họ cứ bỏ hết vô trong cái thùng đó quay, rồi đó là mình thò tay vô mình bóc, ví dụ như là giải nhất là mình bóc cái là trúng giải nhất chứ không có thể làm chặt được cả. Nhưng mà cái câu hỏi em chị vẫn chưa trả lời là cái khách hàng từ ngày hôm nay cho tới ngày 19 vẫn được số phone để quay giải đúng không ạ? Hay là không, mua chương trình này tới 15 mà, tại vì 15 phải phá sổ.
15 phá sổ để mới in kịp những cái vé số mà mấy cái vé phone để còn phải folder nó lại rồi mới bỏ vô một cái thùng thiệt lớn để Huy Đức. Cho nên á, cái mùa này Ngọc Hồ rất là bận nhưng mà vẫn đi New York để ủng hộ một cái chương trình như vậy, cho nên Ngọc Hồ cũng bận rất là bận. Sung luôn, không biết sao nữa, trời ơi. Tại vì luôn á. Tại vì nhờ Sâm. Nói chung á. Nói chung á. Em đó. Dạ, nói chung á anh, cái câu hỏi hồi nãy anh mới hỏi chị Ngọc Hồ là chị Ngọc Hồ nói tới ngày 15 tây tháng 6. Dạ, ok. Thì 15. Giống như quý vị khán giả vừa rồi ở Việt Nam mà mua đó. Dạ. Giống như quý vị vừa rồi khán giả mới mua ở Việt Nam mà gọi cho anh Huy Đức đó, là vị khán giả đó cũng có không biết là 2000 mấy thì sẽ được bao nhiêu cái vé số. Đó, sẽ được viết bao nhiêu cái tờ giấy, cái số điện thoại, thì thôi sẵn đây chị Ngọc Hồ nói luôn. À, tức là ví dụ như hồi nãy anh đó thì anh gọi và thôi, anh mua 2000, nó phải được mấy tờ chứ, tại tới 2000 mấy lần mà. Tại vì một số phone mà order một package mà làm sao là mấy tờ được. Đúng, em phải bảo vệ chứ, bảo vệ cái này. Đúng không chị? Không, anh cũng biết vậy đến sao luôn á. Cái này thì Ngọc Hồ nghĩ á, nếu mà mình cho nhiều cái số quá đó thì cũng không được. Bởi vì gì Ngọc Hồ nói á, tại vì Ngọc Hồ biết là Ngọc Hồ bán 2000 này á, 2099 này á cũng ít người mua lắm. Cho nên cái Hà Thủ Ô này Ngọc Hồ không có nhiều để tặng cho quý vị, thật sự có 20 hộp thôi. Bay máy bay qua có 20 hộp, tại vì nói là mấy quý vị rụng tóc cần uống Hà Thủ Ô đỏ, cho nên Hà Thủ Ô đỏ này đặc biệt luôn. Một cái hộp đó cũng trị giá rất là đắt tiền. Cho nên cái quay sổ số này nào quý vị biết không? Là mỗi một cái bill người ta mua 100, Ngọc Hồ cũng cho một số. Mà bất cứ miễn là mua xong nha, chứ mua mấy cái khác thì Ngọc Hồ không có tặng. Nhưng mà mình có nhiều cái trend khác thì mong quý vị thông cảm cho Ngọc Hồ, chứ mà mình định cái đó thì Ngọc Hồ khó định lắm. Nói chung là làm như vậy là cũng công bằng đúng không? Tức là mọi khách hàng đều có, tức là một số phone là một cái thôi. Ok, good. Một số phone một cái thôi. Không, bởi vậy em phải hỏi chứ, tại vì nhiều khi người ta nói tôi mua nhiều vậy sao tôi chỉ có một vé hả? Thì có, bây giờ có thể là mua hai lần, một lần là chồng số phone của chồng rồi mua một nửa số phone của vợ. Có nhiều người mua kiểu vậy lắm. Dạ. Có nhiều người hôm qua mua 200, ngày mai lại mua 200 nữa, ngày mai lại 200 nữa, bắt ghi số phone hết cả nhà vô. Giống như đợt trước đó, thì anh để số phone của anh, mà đợt này anh order mà cái xăm mà bị tiểu đường đó, anh để số phone của chị. Tức là anh có được hai số phone. Cho nên Ngọc Hồ mới ngăn ra những cái combo cho quý vị có thể lựa chọn. Còn quý vị mua hết như vậy thì quý vị sẽ chọn được những cái sản phẩm mà quà tặng của công ty thêm. Bây giờ cái giải đó, bây giờ nói về cái giải chúng đó thì có thay đổi gì hay không, hay là vẫn giữ cũ, tức là giải đặc biệt là một cái máy đứt thì bên công ty có thông báo bên cái phần mà sale của công ty S365 đó, cái ngày Father Day đó thì cái chương trình đó sẽ lặp lại khi mà Quý Đức biết là cái đặc biệt là cái máy khen nhìn không thay đổi. Rồi dạ cái giải nhất thì là 1200, giải nhì là 900 và giải ba là 300 mà có 4 người. Dạ. Cho nên mình làm như vậy cho nó nhanh. Và cái tiền đó quý vị có thể dùng lại mua xăm lại của Ngọc Hồ. Cái voucher đó không phải qua tiền mặt được. Không phải qua tiền mặt, tức là cái voucher đó là khi mà mình trúng 1200 thì mình có thể lấy 1200 đó mình mua xăm cho công ty. Có thể lấy luôn cả hộp xăm này cũng được. Hộp xăm 1200 được, Ngọc Hồ cũng phải bắt buộc cái đó là đúng, chứ mình không được quyền chung tiền. Rồi bây giờ cái máy Canon cộng với 2000 cái tiền của anh nha sĩ giữ có còn cái đó hay không? Dạ còn. Tại vì hôm nay thì không có mời được anh thêm, nhưng mà chắc là mấy ngày trước mà Thanh Thanh với Huy Đức qua mà để có hàm răng đẹp hay là muốn cần liên răng là mình lại ngay cái chỗ của anh thêm, là một cái cụ quân nhân mà ảnh đã tặng thêm trong cái bucket mà giải nhất, cộng thêm 2000 đô nha. Cái voucher của ảnh là 2000 đô, coi máy nước cộng cái voucher đó 2000 đô. Rất là đặc biệt. Khi nào quý vị nào qua Cali cần làm răng thì có cầm 2000 đó vô đó mà liên răng làm đủ thứ hết. Wow, quá đã luôn á. Kiểu đó rất là good á. Như vậy không biết rằng còn cái câu hỏi gì nữa không Thanh Anh, hoặc là quý khán thính giả còn câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ chắc em hết rồi. Em hết rồi. Dạ. Rồi chị Ngọc bây giờ còn cái gì chia sẻ nữa không? Không có chia sẻ gì hết. À, mong là cái buổi tiệc của mình được thành công và được vui. Với một cái ý niệm giống như Ngọc Hồ nói là mỗi năm thường lệ ngày Father Day thì Ngọc Hồ mất cha rồi. Thật sự là Ngọc Hồ cũng nhớ lời cha dạy, nói là con làm gì để cha được hãnh diện chứ không cần đem tiền gì cho ba. Đó là cái câu mà Ngọc Hồ nhớ mãi, cho nên ngày Father Day á, với lại Ngọc Hồ được nói là mọi người nói Ngọc Hồ nhìn cái mặt giống ba lắm cho nên Rồi, cảm ơn rất là nhiều thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Huy Đức đọc có nhiều cái câu hỏi đó là làm sao để mua xăm của chị Ngọc Hồ,
thì Huy Đức đã bỏ cái số phone lên rồi. Nếu quý vị nào muốn mua sâm ở công ty sâm S365, xin làm ơn ghi cái số phone này xuống, lấy giấy viết ra. Ok, chứ đọc rồi không nhớ rồi lại gọi Huy Đức hỏi chứ. Huy Đức ơi, số phone là mấy? Thành ra lấy giấy viết ra ghi giùm. Cái số phone của công ty sâm S365 là số 714-617-7177. Xin đọc lại, 714-617-7177. Hoặc là cái số thứ hai, 714-340-9598. 714-340-9598. Anh Huy Đức ơi, ba của em 94 tuổi, xài loại sâm gì? Xin làm ơn gọi cho chị Ngọc Hồ ở những cái số phone trên và nói với nhân viên, hoặc là xin gặp chị Ngọc Hồ hoặc là hỏi nhân viên, họ sẽ cố vấn cho quý vị, họ sẽ trình bày cho quý vị. Cụ già năm nay 94 tuổi, bệnh gì hoặc là cái gì cần xài sâm gì, còn Huy Đức chịu thua. Đó, vì vậy cho nên tất cả những cái thắc mắc hoặc là tất cả những cái câu hỏi gì, quý vị có thể liên lạc với công ty sâm S365 ở số 714-617-7177 hoặc là số 714-340-9598. Rồi bây giờ cảm ơn chị Ngọc Hồ rất là nhiều, cảm ơn Thanh Thanh rất là nhiều. Từ vì Đức phải chuẩn bị để làm cái live stream thứ hai, tại vì có một cái live stream kế tiếp. Vì vậy cho nên là cảm ơn chị Ngọc Hồ đã cho Huy Đức và Thanh Thanh một cái thời gian quý báu của chị để lên trên live stream để mà trình bày. Thì trong cái schedule của chúng ta vào tháng 6, tức là bây giờ vào tháng 6 này, ngày 11 chúng ta sẽ có mặt ở tại New York. Và Huy Đức cũng kêu gọi tất cả quý đồng bào, quý đồng hương ở những tiểu bang gần đó mà có thể lái xe về hoặc là có thể bay về tham gia trong cái buổi diễn hành văn hóa ở tại New York vào ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 6. Và nếu anh chị em YouTuber nào có thể về được California để tham dự vào ngày 18, Huy Đức xin được thay mặt cho chị Ngọc Hồ, là bởi vì chị Ngọc Hồ đã cho Huy Đức một cái bàn VIP, một cái bàn cho anh em YouTuber. Và bây giờ chúng tôi đang còn 3 chỗ trống. Vì vậy cho nên anh chị em nào mà YouTuber mà có thể bay về tham dự, Huy Đức trân trọng kính mời. Và quý vị được vé free, không có cần phải mua vé, chỉ cần mua vé máy bay về đó và lo cái chỗ ăn chỗ ở thôi. Còn vào trong diễn đàn thì đã có vé rồi. Và mong rằng tất cả những anh chị em nào, tất cả quý ông bà, quý anh chị em nào ở gần đó có thể lái xe, thì đây là một cái vacation hoặc là đi máy bay, đây là một cái chuyến vacation mùa hè mà chúng ta có thể về California để tham dự những cái sự kiện, những cái event ở tại California, và chúng ta cũng vừa đưa gia đình đi vacation trong mùa hè. Dạ vâng. Dạ, một lần nữa em cảm ơn chị Ngọc Hồ cũng như anh Huy rất rất nhiều. Rồi, bây giờ thì Thanh Thanh cũng phải là một cái tin tức khán giả đang chờ ở bên Thanh Thanh Network nữa. Rồi. Cho nên là xin lỗi quý vị là Thanh Thanh đã lên tin tức trễ ngày hôm nay. Cảm ơn anh Huy Đức, cảm ơn chị Ngọc Hồ. Rồi, gửi chị Ngọc Hồ gửi lời chào tới quý khán thính giả. Mời chị. Dạ thì Ngọc Hồ xin kính chào. Hết. À, chào. Rồi, cảm ơn anh chị em. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ, rồi, cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em, và tiếp tục theo dõi live stream kế tiếp của Thanh Thanh và Huy Đức, Thanh Thanh Network và Huy Đức TV. Cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Thank you. Bye. Yeah.